Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 80. Cách Diệp Quân mười mấy trượng có một người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên mặt vuông, mái tóc dài được buộc lại bằng sợi vải dài, lơ lửng sau lưng, dài đến tận eo, khí thế trên người sâu thẳm như biển, cực kỳ mạnh mẽ. Khí thế của những cao thủ mười phần thần tính xung quanh ông ta cũng rất mạnh mẽ, đều là những cao thủ chân chính. Diệp Quân nhìn mọi người, cười nói, có nhiều cao thủ mười phần thần tính như thế từ bao giờ vậy? Người đàn ông trung niên dẫn đầu nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp công tử hiểu lầm rồi, mấy người chúng ta đều đến từ những vũ trụ khác nhau, có người là tán tu, có người có nền văn minh đứng sau, nói một cách đơn giản là đội ngũ của chúng ta là đội ngũ chắp vá. Cũng phải chịu thôi, dù Diệp công tử có cảnh giới rất thấp nhưng sức chiến đấu lại rất cao, vì thế chúng tôi không thể không cẩn thận. Diệp Quân cười khẽ, truyền thừa của nền văn minh cấp 4 có sức hấp dẫn đến vậy sao? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quân, nếu Diệp công tử cảm thấy không có sức hấp dẫn thì đưa nó cho ta đi. Diệp Quân cười nói, ta đâu phải cha của ông, tại sao ta phải cho ông? Người đàn ông trung niên im lặng nhìn Diệp Quân, chậm rãi siết chặt tay phải. Thời không xung quanh lại bắt đầu hơi rung động. Diệp Quân quay đầu nhìn Nhất Niệm bên cạnh, cười nói, về tháp trước đã. Nhất Niệm nhìn đám người kia rồi hỏi, có cần giúp đỡ không? Diệp Quân hỏi lại, cô biết đánh nhau không? Nhất Niệm ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Cô ta đúng là không biết đánh nhau. Nhưng, cô ta có thể giết người. Nhất Niệm đang định nói thì Diệp Quân đã bảo tiểu tháp đưa cô ta vào trong. Người đàn ông trung niên chợt nói, vậy thì để chúng ta xem thử rốt cuộc Diệp công tử yêu nghiệt đến mức nào. Dứt lời, ông ta đột nhiên tiến lên một bước, một ảo ảnh chợt xuất hiện sau lưng ông ta, ảo ảnh cao đến vạn trượng, che khuất bầu trời, tựa như một vị thần khổng lồ cao đến tận trời. Khi ảo ảnh này xuất hiện, những uy áp đáng sợ lập tức lan tràn khắp xung quanh, khiến toàn bộ Bỉ Ngạn giới rung động dữ dội. Vừa ra tay đã sử dụng lá bài tẩy. Đương nhiên người đàn ông trung niên không dám coi thường Diệp Quân, phải biết rằng lúc trước Diệp Quân một mình đấu với ba người vẫn không hề rơi vào thế yếu. Lúc này, người đàn ông trung niên chắp hai tay, ảo ảnh sau lưng ông ta cũng thế, người đàn ông thầm đọc một thần chú cổ xưa, dần dần, ảo ảnh kia lập tức bốc cháy, những uy áp đáng sợ liên tục lan ra khắp xung quanh, toàn bộ Bỉ Ngạn giới bắt đầu sụp đổ. Ở phía xa, Diệp Quân mở lòng bàn tay, một thanh kiếm ý xuất hiện, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, huyết mạch trong người dao động. Người đàn ông trung niên chợt mở mắt, trong đôi mắt ảo ảnh sau lưng ông ta có một biển lửa dâng trào. Sau đó, ảo ảnh đè người về phía trước, tay phải chèn ép về phía Diệp Quân. Một chưởng đánh xuống tựa như một biển lửa đổ xuống, trong nháy mắt, toàn bộ đất trời đã bắt đầu thiêu đốt. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời đang chèn ép đến kia, hắn chợt cảm thấy khó thở. Thật sự thấy ngạt thở. Sau đó, Diệp Quân động tâm niệm, huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân trong cơ thể lập tức được điều động, khi hai sức mạnh huyết mạch được điều động, vô số kiếm ý biến thành những tia kiếm quang phóng lên cao, chém thẳng về phía bàn tay lửa khổng lồ kia. Chống lại bằng sức mạnh. Khi bàn tay khổng lồ và vô số kiếm quang tiếp xúc với nhau, toàn bộ Bỉ Ngạn giới lập tức vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vô số kiếm quang và ngọn lửa không ngừng lan rộng ra khắp xung quanh thiên địa như thủy triều, lúc này toàn bộ Bỉ Ngạn giới đã bắt đầu sụp đổ. Ong! Ngay lúc này, một tiếng kiếm reo chói tai chợt vang vọng trong đất trời, sau đó có một tia kiếm quang màu máu bắn lên cao, chém mạnh về phía tượng thần kia. Tượng thần rung động dữ dội rồi bắt đầu nứt ra, mà lúc này, tượng thần kia đột nhiên đấm xuống một quyền từ trên trời. Oanh! Kiếm quang vỡ tan tành, một bóng người liên tục lùi lại. Bóng người đó chính là Diệp Quân. Mà trong lúc Diệp Quân lùi lại, vô số thanh kiếm ý đột nhiên bắn ra từ xung quanh tượng thần kia, chỉ trong nháy mắt, vô số kiếm quang đã bao phủ lấy tượng thần. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những tiếng xé rách liên tục vang vọng trong đất trời, tượng thần kia như thoáng chốc vỡ thành vô số mảnh vụn, sau đó bắn ra khắp xung quanh. Dưới tượng thần, sắc mặt người đàn ông trung niên tái nhợt, ánh mắt vô cùng nặng nề, ông ta nhìn chằm chằm thiếu niên kiếm tu đỏ như máu ở cuối tầm mắt, giết. Giết! Chỉ mới giao thủ, ông ta đã biết một mình ông ta hoàn toàn không thể giết chết kiếm tu trước mắt được,
sức chiến đấu của kiếm tu này hoàn toàn không tương xứng với cảnh giới của hắn. Khi người đàn ông trung niên vừa nói xong, năm cao thủ 10 phần thần tính khác lập tức triệu hoán tượng thần của mình. Bắt đầu đánh phải sử dụng hết thực lực. Bọn họ đều biết rõ nếu không sử dụng toàn lực thì hoàn toàn không thể giết chết kiếm tu này, hơn nữa còn đêm dài lắm mộng. Nếu đã ra tay thì không được lề mề, phải sử dụng lá bài tẩy mạnh nhất của mình, dốc hết sức lực. Năm tượng thần vừa xuất hiện, toàn bộ Bỉ Ngạn giới đã lập tức trở thành tro bụi, vì hoàn toàn không thể chịu được lực lượng kinh khủng như thế. Mà lúc này, tất cả mọi người đều đang ở một thời không hư vô. Ở phía xa, sau khi dừng lại, Diệp Quân lau đi máu tươi trên khóe miệng, thật ra đòn tấn công trước đó đã khiến hắn bị thương, sức mạnh của tượng thần đó thật sự rất kinh khủng. Mà lúc này khi nhìn thấy năm tượng thần, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, thiên thiên. Hiện tại hắn biết rõ nếu chỉ dựa vào sức mạnh huyết mạch và kiếm ý vô địch sẽ hoàn toàn không thể chống lại 6 người trước mặt. Phải kết hợp. Diệp Quân vừa mới nói xong, một tia sáng vàng đã phóng lên cao từ trong cơ thể hắn, sau đó, một long uy đáng sợ lan tràn khắp xung quanh, chấn động cả đất trời. Mà khí thế của Diệp Quân cũng dâng lên rất nhiều. Thấy cảnh này, đám người đàn ông trung niên ở phía xa đều kinh ngạc, người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn chằm chằm Diệp Quân, quả nhiên hắn vẫn còn lá bài tẩy để giữ mạng. Ông lão bên cạnh người đàn ông trung niên trầm giọng nói, người này không đơn giản chút nào, chúng ta. Nói thật, bây giờ lão ta thấy hơi chột dạ, vì sức chiến đấu của thiếu niên trước mắt thật sự quá yêu nghiệt. Người đứng sau thiên tài cấp bậc thế này chắc chắn không đơn giản. Ít nhất là độc khai nhất đạo. Người đàn ông trung niên lắc đầu, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Mọi người im lặng. Sở dĩ bọn họ mạo hiểm đến đây là vì đã không còn hy vọng đột phá nữa. Nếu không tìm kiếm cái mới thì 10 phần thần tính sẽ là điểm cuối của cuộc đời bọn họ. Nếu còn có hy vọng thì bọn họ cũng sẽ không đến mạo hiểm. Ai không biết lai lịch của thiếu niên kiếm tu này không đơn giản chứ? Ai không biết sau lưng thiếu niên kiếm tu này có người chống lưng? Bọn họ đều biết, nhưng mà bọn họ vẫn muốn liều một lần. Con đường đại đạo cần phải liều mạng. Có thua cũng không sao, dù gì bọn họ vẫn có thể trốn bất cứ lúc nào. Nhưng lỡ như thắng thì sao? Thì sẽ trở mình từ lúc này. Khi Diệp Quân có Ngao Thiên Thiên gia trì, lúc này sức mạnh của hắn đã đạt tới một tầm cao mới. Đối mặt với năm tượng thần và một cao thủ 10 phần thần tính, trong mắt Diệp Quân không hề có chút sợ hãi nào, lúc này, hắn cảm nhận được một sức mạnh vô cùng vô tận. Diệp Quân tiến lên một bước, trong nháy mắt, vô số kiếm ý vô địch dâng trào từ trong cơ thể hắn. Sau đó biến thành những thanh phi kiếm chém về phía năm tượng thần kia. Một đấu với năm. Mà lúc này dưới sự gia trì của Ngao Thiên Thiên, uy lực phi kiếm của hắn cũng đã đạt đến một mức độ rất đáng sợ. Mỗi một kiếm đều có uy lực xé rách hư không, hủy diệt vũ trụ. Sau đó, xung quanh vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số kiếm khí nổ tung trong thiên địa, mà năm tượng thần kia cũng bắt đầu nứt ra từng chút một. Lúc này, người đàn ông trung niên dẫn đầu chợt biến thành một tia sáng biến mất khỏi vị trí ban đầu. Ở phía xa, Diệp Quân đột nhiên giơ tay chém xuống một kiếm. Khi kiếm chém xuống, người đàn ông trung niên kia lập tức bị chiêu kiếm này của Diệp Quân chém bay xa mấy nghìn trượng. Sau khi dừng lại, người đàn ông tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, vì toàn bộ cánh tay phải của ông ta đã gãy lìa. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên vung tay. Kiếm quyển tinh hà xuất hiện sau lưng hắn, sau đó, vô số kiếm khí bay ra từ trong kiếm quyển tinh hà, trong nháy mắt, tượng thần kia như bị vô số kiếm khí tinh thần bao phủ, sau đó những tiếng nứt vỡ liên tục vang vọng trong đất trời. Thấy những tượng thần kia vỡ tan thành, sắc mặt người đàn ông trung niên dẫn đầu trở nên rất khó coi, lúc này, ông ta không chút do dự xoay người bỏ chạy. Có nhiều lúc, đại đạo cần phải liều mạng, nhưng cũng có vài lúc đại đạo cũng cần biết sợ. Thấy người đàn ông trung niên thẳng thừng chạy trốn, năm cao thủ còn lại hoàn toàn bối rối. Mẹ kiếp! Chạy luôn à! Cái quái gì vậy? Năm người không chút do dự, cũng xoay người bỏ chạy rất dứt khoát. Đối thủ của Diệp Quân nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Diệp Quân ở phía xa chậm rãi nhắm mắt lại, hắn cũng không đuổi theo mà mở lòng bàn tay, vô số kiếm khí tinh thần trở lại trong kiếm quyển tinh hà, sau đó kiếm quyển tinh hà quay về tay hắn.
Sau khi cất kiếm quyển tinh hà, Diệp Quân chậm rãi xoay người nhìn lại, cách mấy trăm trượng bên phải hắn có một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng, sau lưng người phụ nữ này còn có ông lão mặc áo choàng đen. Hắn không biết người phụ nữ này, nhưng hắn biết ông lão kia, lúc trước đối phương từng đi giết hắn cùng với người đàn ông mang đao. Nền văn minh cổ nhân. Diệp Quân nhìn người phụ nữ, không nói gì. Người phụ nữ cũng nhìn chằm chằm Diệp Quân, cười nói, lợi hại, thì ra ngoài sức mạnh huyết mạch, người còn có một yêu thú đi theo bên cạnh. Diệp Quân nhìn người phụ nữ xinh đẹp, nền văn minh cổ nhân. Người phụ nữ cười khẽ, đoán đúng rồi. Diệp Quân lau đi máu tươi trên khóe miệng, sau đó hỏi, là các ngươi vẫn luôn đi nói ở khắp nơi là ta có truyền thừa của nền văn minh cấp 4 đúng không? Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu, là chúng ta đấy, nhưng chúng ta không hề nói dối, người thật sự có mà, không phải sao? Diệp Quân gật nhẹ đầu, đúng là ta có, hơn nữa còn có rất nhiều. Người phụ nữ nhìn chằm chằm Diệp Quân, cười khẽ, có phải ngươi cho rằng tộc Thái A của nền văn minh Tu La sẽ đến cứu ngươi không? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ đến bọn họ nữa. Có lẽ ngươi vẫn chưa biết, hiện tại nội bộ nền văn minh Tu La đã xảy ra chuyện lớn, rất hỗn loạn, nếu không ta thật sự cũng không dám đến tìm ngươi. Bà ta vừa dứt lời, thời không xung quanh đột nhiên rung động, chẳng mấy chốc, mười mấy nghìn cao thủ cao cấp đã xuất hiện ở xung quanh. Nền văn minh cổ nhân điều động tất cả tinh nhuệ. Bà ta sẽ không phái người đến cho thiếu niên trước mắt tích lũy kinh nghiệm. Không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải dốc hết toàn lực. Diệp Quân nhìn xung quanh rồi hỏi, bà định đánh hội đồng à? Người phụ nữ nhún vai, cười nói, ngươi cũng có thể gọi người, cứ gọi thoải mái, ta thích kiểu đánh từ nhỏ đến lớn nhất. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, ông. Nói được một chữ, hắn đột nhiên đổi lời, cô. Oanh! Thời không bên cạnh Diệp Quân nứt ra, một người phụ nữ mặc váy đỏ như máu chậm rãi bước ra. Một bộ váy đỏ, sát ý ngút trời. Diệp Quân! Tiểu tháp! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô váy đỏ! Thấy cô bước ra, Diệp Quân ngây người. Sao cô lại mặc váy đỏ như máu thế này? Ai gây chuyện với bà ấy sao? Không đúng, ai có thể gây chuyện với bà ấy được? Không đúng lắm. Lúc này đầu Diệp Quân kêu ong ong. Tiểu tháp chợt run rẩy nói, váy đỏ, xong đời rồi. Lần trước lúc bà ấy biến thành váy đỏ là vì kiếm chủ nhân gian ngủ say, bà ấy muốn tiêu diệt toàn bộ vũ trụ, sát khí ngút trời, cho nên mới biến thành váy đỏ. Lần này là vì lý do gì đây? Tiểu tháp lập tức nghĩ đến tiểu chủ. Kiếm chủ nhân gian. Chẳng lẽ tiểu chủ chết rồi? Nghĩ thế, tiểu tháp lập tức sợ hết hồn, suy nghĩ này rất khó chấp nhận, hơn nữa thực lực của tiểu chủ vốn đã ở trạng thái vô địch, bên cạnh còn có tỷ tỷ thiên mệnh váy trắng, sao có thể xảy ra chuyện gì được? Chẳng lẽ là cãi nhau? Tiểu tháp thầm thấy nghi ngờ. Theo sự xuất hiện của người phụ nữ váy trắng, đám cao thủ của nền văn minh cổ nhân đang có mặt đều nhíu mày, sau đó nét mặt mọi người trở nên nặng nề. Vì bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của người phụ nữ váy trắng trước mặt. Tựa như không tồn tại. Còn Nhất Niệm ở bên cạnh Diệp Quân thì tò mò nhìn người phụ nữ váy trắng. Lúc này, người phụ nữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm. Nhất Niệm chợt run rẩy một cách khó hiểu, vô thức vội vàng nắm chặt lấy tay Diệp Quân, trốn sau lưng Diệp Quân tựa như chuột thấy mèo. Diệp Quân nắm tay Nhất Niệm. Đang định lên tiếng thì người phụ nữ xinh đẹp phía xa đột nhiên cười khẽ, bà là người sau lưng hắn. Người phụ nữ váy trắng vung tay áo. Oanh! Người phụ nữ xinh đẹp lập tức nổ tung, biến thành cho bụi. Mọi người! Người phụ nữ váy trắng lại vung tay áo một lần nữa, 10.000 cao thủ của nền văn minh cổ nhân đang có mặt đồng loạt rơi đầu. Máu bắn khắp bầu trời. Người phụ nữ váy trắng không nói gì mà xoay người biến mất khỏi vị trí ban đầu. Giết xong đi ngay. Không nhiều lời dù là một câu. Diệp Quân đứng tại chỗ nhìn mưa máu đầy trời và đầu người rơi xuống, mãi không nói một lời. Nhất Niệm nắm chặt lấy tay Diệp Quân, cũng không liếm kẹo hồ lô nữa. Một lúc lâu sau đó, tiểu tháp cất lời, bà ấy đi rồi. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Nhẹ giọng nói, hình như cô rất tức giận. Tiểu tháp trầm giọng nói, chắc chắn có liên quan đến cha ngươi.
Diệp Quân hơi nhíu mày, chẳng lẽ cha xảy ra chuyện gì đó? Tiểu Tháp nói, không có khả năng đó cho lắm, thực lực của cha ngươi cũng có thể nói là vô địch, ông ấy có thể xảy ra chuyện gì được? Diệp Quân nghi ngờ, vậy tại sao cô lại tràn đầy sát khí như thế? Tiểu Tháp trầm giọng nói, không biết. Diệp Quân im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu cười khẽ, không nghĩ đến vấn đề này nữa, chắc chắn cha và cô váy trắng sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn nên bớt lo lắng về chuyện giữa họ thì hơn. Diệp Quân thôi suy nghĩ, sau đó mở lòng bàn tay, trong nháy mắt, mười mấy nghìn chiếc nhẫn không gian bay vào tay hắn. Diệp Quân nhìn thoáng qua, trong mười mấy nghìn chiếc nhẫn không gian có khoảng 380 tổ mạch, gần 1 triệu tổ nguyên và vô số thần vật linh bảo. Tài sản của một nền văn minh. Dù những người trước mắt không thể hoàn toàn đại diện cho nền văn minh cổ nhân, nhưng không thể nghi ngờ rằng đây đều là những người mạnh nhất của nền văn minh cổ nhân, đương nhiên cũng là những người giàu có nhất. Cộng với tổ mạch của nền văn minh cổ nhân, bây giờ hắn có khoảng hơn 400 tổ mạch. Vô cùng giàu có. E rằng chỉ có Tiểu Bạch mới có thể so tài sản với hắn. Nghĩ đến Tiểu Bạch, Diệp Quân chợt khẽ nói, tự nhiên thấy hơi nhớ Tiểu Bạch và Nhị Nha, không biết bây giờ hai người họ sống có tốt không, có bị người khác bắt nạt không? Tiểu Tháp lạnh nhạt nói, người vẫn nên lo lắng cho bản thân thì hơn. Diệp Quân cười to. Như cảm nhận được điều gì, Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm bên cạnh, Nhất Niệm cúi đầu, im lặng không nói một lời. Cảm xúc có gì đó không đúng lắm. Diệp Quân nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Nhất Niệm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân, cô ta hơi chần chừ, sau đó nói, người phụ nữ khi nãy, lợi hại hơn người rất nhiều rất nhiều rất 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 nhiều. Nét mặt Diệp Quân thoáng chốc trở nên cứng đờ. Nhất Niệm hít sâu một hơi, trong mắt vẫn đang có vẻ sợ hãi, ta chưa từng gặp người nào mạnh như thế bao giờ. Diệp Quân cười nói, người mạnh nhất cô từng gặp trước kia mạnh đến mức nào? Nhất Niệm ngẫm nghĩ rồi nói, mạnh hơn người rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Diệp Quân đen mặt, cô có thể đừng so sánh với ta không? Nhất Niệm nhẹ giọng nói, nhưng ta chỉ quen mỗi người thôi. Diệp Quân thoáng sửng sốt, sau đó cười nói, được rồi. Nhất Niệm đột nhiên nắm tay Diệp Quân, chúng ta thành thân đi. Hả? Diệp Quân ngơ ngác, gì cơ? Nhất Niệm nghiêm túc nói với Diệp Quân, thành thân đi. Diệp Quân. Nhất Niệm nghi ngờ hỏi Diệp Quân, không được sao? Ít hầu của Diệp Quân lăn lộn, hắn hỏi, vì sao phải thành thân? Nhất Niệm nghiêm túc nói, ở vũ trụ của các ngươi chú trọng vợ chồng như một đúng không? Diệp Quân gật đầu, ừm. Nhất Niệm cười hì hì, sau khi chúng ta thành thân, cô của ngươi cũng sẽ là cô của ta. Đúng không? Diệp Quân. Tiểu Tháp. Nhất Niệm chớp đôi mắt to, tỏ vẻ chờ mong, được không? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi hỏi, chỉ vì lý do này thôi à? Nhất Niệm gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân cười khẽ, chúng ta nói chuyện này sau nhé. Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này, đầu của những người phía xa đã rơi xuống đất. Mười mấy nghìn cái đầu đầm đìa máu tươi xếp ngay ngắn dưới đất. Ở đây thấp nhất cũng là cảnh giới thần đạo, không chỉ thế còn có 10 phần thần tính và độc khai nhất đạo. Nhưng tất cả mọi người đều không có khả năng chống lại chiêu kiếm kia. Diệp Quân chợt nhẹ giọng nói, Tháp gia, người nói xem rốt cuộc nền văn minh thiên hành kia mạnh đến mức nào. Tiểu Tháp nói, sao tự nhiên lại hỏi thế? Diệp Quân trầm giọng nói, nền văn minh thiên hành là nền văn minh cấp 5, ta rất tò mò cao thủ đứng đầu trong nền văn minh của bọn họ đã đạt đến cấp bậc gì. Tiểu Tháp nói, không cần phải vội, có lẽ sau này ngươi sẽ gặp bọn họ thôi. Diệp Quân gật đầu, cũng đúng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn xung quanh, sau đó vừa kéo Nhất Niệm định rời đi thì thời không trước mặt hắn đột nhiên rung động. Truyền âm. Diệp Quân nhanh chóng xa sầm mặt, Thái A Nan truyền âm đến nói là nền văn minh Tu La xảy ra chuyện. Diệp Quân hơi chần chừ, sau đó biến thành một tia kiếm quang bay lên cao. Dù không có thiện cảm với huyền tộc và tộc Tu La, nhưng hắn vẫn rất có thiện cảm với tộc Thái A và Tín Du này. Nền văn minh quân lâm. Đại tôn ngồi xếp bằng trong một vùng tinh không, trên đầu hắn ta có vô số phù văn kỳ lạ lơ lửng, mỗi phù văn đều chứa đựng một sức mạnh đại đạo cường đại. Khắp nơi trong tinh không đều tràn đầy sức mạnh đại đạo. Đại đạo hiện hữu,
hai tay đại tôn tạo thành động tác bí ẩn, mà khi động tác tay của hắn thay đổi, những phù ấn đại đạo trên đầu hắn ta cũng bắt đầu rung lên, không lâu sau đó, tất cả phù ấn đại đạo chợt biến thành những tia sáng bay vào giữa chân mày của đại tôn. Oanh! Trong người đại tôn bộc phát ra một khí thế đại đạo đáng sợ, lúc này, toàn bộ tinh không đều trở nên hư ảo trong suốt. Đại tôn chậm rãi mở lòng bàn tay, giữa chân mày của hắn ta chợt ngưng tụ ra một dấu ấn đại đạo. Dấu ấn đại đạo hiện hữu. Độc khai nhất đạo. Lúc này một ông lão xuất hiện trước mặt đại tôn, ông lão cung kính hành lễ với đại tôn, kích động nói, chúc mừng thiếu chủ độc khai nhất đạo, trở thành người trẻ tuổi nhất độc khai nhất đạo của nền văn minh quân lâm chúng ta. Đại tôn chậm rãi mở mắt, trong mắt có ánh sáng thoáng qua, hắn ta nhẹ nhàng sờ dấu ấn đại đạo ở giữa chân mày của mình, sau đó cười giễu cợt, độc khai nhất đạo, đây hoàn toàn không thể xem là độc khai nhất đạo, chỉ có thể nói là bình đạo thôi. Ông lão hơi nghi ngờ, bình đạo. Đại tôn không giải thích mà hỏi, gần đây thiếu niên kiếm tu kia sao rồi? Ông lão trầm giọng đáp, tình hình của hắn rất tệ. Hả? Đại tôn nhìn ông lão, sao lại nói thế? Ông lão giải thích, theo ta được biết không ít cao thủ tán tu bí ẩn đều đang tìm hắn, hơn nữa cách đây không lâu ta vừa nhận được tin, nền văn minh cổ nhân phái ra mười mấy nghìn cao thủ cao cấp đi tìm hắn. Nếu không có gì bất ngờ thì bây giờ hắn đã chết rồi. Đại tôn nhíu mày. Ông lão đang định nói tiếp thì thời không trước mặt ông ta hơi rung động. Sau đó ông lão ngẩng đầu, nói với vẻ kinh ngạc, tất cả cao thủ của nền văn minh cổ nhân đều đã chết. Đại tôn híp mắt, đều đã chết. Nét mặt ông lão rất nặng nề, đúng thế, lần này do chủ của nền văn minh cổ nhân dẫn đầu, có hai cao thủ độc khai nhất đạo, chín cao thủ mười phần thần tính. Còn lại thấp nhất cũng là cao thủ 6 phần thần tính trở lên, nhưng ta vừa nhận được tin tất cả cao thủ của nền văn minh cổ nhân đều đã chết ở bỉ ngạn giới, hơn nữa đầu còn được xếp rất ngay ngắn. Đại tôn chậm rãi đứng lên, sau đó nói, người kia của bỉ ngạn giới đâu? Ông lão trầm giọng đáp, cũng đã chết rồi. Sâu trong mắt đại tôn thoáng lộ vẻ khiếp sợ. Hắn ta không biết rõ thực lực của nền văn minh cổ nhân cho lắm. Nhưng hắn ta lại biết rõ thực lực của người kia ở bỉ ngạn giới, đây là người mà ngay cả nền văn minh quân lâm và nền văn minh tu la cũng không muốn động đến. Ngay cả người đó cũng chết. Đại tôn im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng nói, có điều tra được vì sao lại chết không? Ông lão lắc đầu, không điều tra được, nhưng trước đó Diệp công tử kia từng xuất hiện ở bỉ ngạn giới, hơn nữa hắn lại còn sống, bây giờ hắn đang đi tới nền văn minh tu la. Đại tôn đột nhiên cười khẽ, ta biết hắn thật sự không đơn giản, nhưng không ngờ hắn lại che giấu kỹ như thế. Ông lão chần chừ một lúc rồi nói, ý thiếu chủ là tất cả mọi người của nền văn minh cổ nhân đều bị người đứng sau Diệp công tử kia tiêu diệt. Đại tôn gật đầu, có lẽ thế. Ông lão trầm giọng nói, chẳng lẽ Diệp công tử kia thật sự đến từ một nền văn minh cấp 4? Nhưng trước mắt chúng ta chỉ biết một nền văn minh cấp 4 là nền văn minh thuật giả. Đại tôn nhìn ông lão, sau đó nói, vũ trụ này rộng lớn thế nào? Mấy năm qua nền văn minh quân lâm chúng ta không ngừng thăm dò vũ trụ bên ngoài, thăm dò mấy tỷ năm rồi, nhưng chúng ta đã thăm dò đến biên giới của vũ trụ chưa? Vũ trụ vẫn là vô cùng vô tận, trong vũ trụ vô cùng vô tận này, có một nền văn minh vũ trụ mạnh mẽ khác có gì kỳ lạ đâu? Ông lão gật đầu, nói thế cũng đúng. Đại tôn chợt nói, khi nãy ông nói hắn ta đi tới nền văn minh Tu La. Ông lão vội nói, vừa nhận được tin dường như nền văn minh Tu La có biến. Đại tôn cau mày, có biến. Ông lão gật đầu, trước đó không lâu, nội gián của chúng ta ở nền văn minh Tu La gửi tin đến, Diệp công tử đó từng đi tới nền văn minh Tu La, khi đó nền văn minh Tu La và huyền tộc đã cướp đi một ít thần vật trên người Diệp công tử, bao gồm quan tài máu kia. Đại tôn chậm rãi siết chặt tay, sắc mặt khó coi, nền văn minh thuật giả, âm mưu của bọn họ. Nói đến đây, hắn ta chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, hắn ta thấy hơi hối hận vì trước đây đã giao dịch với đối phương. Đương nhiên cũng chỉ là trong nháy mắt. Vì những gì hắn ta có được bây giờ là thứ trước đây hắn ta còn không dám nghĩ tới, hơn nữa hắn ta còn có thể tiến bộ hơn. Ông lão trầm giọng nói, thiếu chủ. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đại tôn bình tĩnh nói, im lặng theo dõi tình hình. Khi Diệp Quân đi tới nền văn minh Tu La, hắn lập tức nhíu mày. Đúng là ta cố ý đấy.
mùi máu. Lúc này, Diệp Quân cảm nhận được một mùi máu gay mũi, mùi máu này rất tà ác, mà khi những mùi máu này tiếp cận hắn, huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn chợt chủ động thức tỉnh, một sức mạnh huyết mạch phong ma đáng sợ lập tức lan ra khắp xung quanh. Khi những mùi máu ở xung quanh tiếp cận sức mạnh huyết mạch phong ma của hắn, chúng lập tức như chuột thấy mèo, vội vàng lùi lại. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn chân trời phía xa, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ là vì quan tài máu kia? Lúc này, thời không trước mặt hắn chợt nứt ra, Thái A Nan xuất hiện. Thái A Nan bước nhanh đến trước mặt Diệp Quân, sắc mặt vô cùng nặng nề, Diệp công tử, huyền tộc xảy ra chuyện rồi. Diệp Quân hỏi, vì quan tài máu kia à? Thái A Nan gật đầu, đúng thế. Diệp Quân đang định hỏi tiếp thì Thái A Nan đã nói, đi theo ta. Dứt lời, ông ta dẫn theo Diệp Quân cùng biến mất ở cuối chân trời. Chẳng mấy chốc, Thái A Nan đã dẫn Diệp Quân đến trước một kết giới, lúc này xung quanh đã có không ít cao thủ của nền văn minh Tu La tập trung. Học sĩ tối thượng Tín Du kia cũng có mặt. Thấy Diệp Quân, Tín Du gật nhẹ đầu với hắn, sau đó nói, người đến rồi. Diệp Quân đi tới bên cạnh Tín Du, sau đó nhìn về phía bên kia kết giờ, ở nơi đó có những khí thế mạnh mẽ và tà ác liên tục kéo đến. Diệp Quân trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tín Du đang định đáp lời thì một hơi thở đáng sợ đột nhiên kéo đến từ bên cạnh, mục tiêu chính là Diệp Quân. Diệp Quân cau mày, Thái A Nan ở không xa bên cạnh hắn chợt quát lên, láo xược. Dứt lời, ông ta chắn trước mặt Diệp Quân. Sau đó vung tay áo. Oanh! Khí thế mạnh mẽ kia lập tức bị nghiền nát. Diệp Quân nhìn về phía cách đó không xa, người xa tay với hắn là một ông lão mập mạp. Ông lão đang tức giận nhìn hắn, trong mắt là sát khí và lửa giận không hề che giấu. Thái A Nan giận dữ nói, Huyền Lập, ông làm gì đấy? Ông lão béo tên là Huyền Lập tức giận chỉ vào Diệp Quân, cất giọng nặng nề, làm gì à? Nếu không vì hắn cố ý đưa quan tài máu cho huyền tộc chúng ta sẽ có kết cục thế này sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, tên béo, hình như ta đâu có cho các người cái quan tài máu kia, là các người cướp đi mà. Huyền lập tức giận gào to với Diệp Quân, âm mưu, đây đều là âm mưu của ngươi, ngươi cố ý đưa quan tài máu cho huyền tộc chúng ta để hại chúng ta, ngươi đừng có cãi lão phu, ngươi. Diệp Quân chợt nói, đúng là ta cố ý đấy. Huyền Lập sửng sốt. Diệp Quân nhìn chằm chằm Huyền Lập, không nhanh không chậm, nói rất nghiêm túc, đúng là ta cố ý đấy. Ngươi! Huyền Lập tức giận đến mức thịt mỡ trên người run lên, ông ta đang muốn ra tay thì Tín Du bên cạnh chợt cau mày nói, tránh ra. Sắc mặt Huyền Lập rất khó coi, nhưng ông ta vẫn không dám cãi lại Tín Du, chỉ có thể liếc Diệp Quân một cái rồi tránh sang bên cạnh. Lúc nào, Diệp Quân đột nhiên cười to, tên béo, ông đánh ta đi. Mọi người. Huyền Lập nghe thấy thế thì suýt tức nổ phổi, ông ta cũng không nhịn được nữa, đang định ra tay thì Tín Du chợt quay đầu lạnh lùng nhìn ông ta. Thấy ánh mắt của Tín Du, Huyền Lập thầm thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh thoáng chốc tuôn rơi, lúc này ông ta cũng tỉnh táo lại, vì ông ta hiểu tình cảnh của huyền tộc bây giờ, nếu đắc tội học sĩ tối thượng vào lúc này thì rõ ràng là tự tìm đường chết. Thấy Huyền Lập đã tỉnh táo lại, Diệp Quân thản nhiên nhìn thoáng qua ông ta. Sau đó quay đầu nhìn kết giới phía xa, Tín Du cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tín Du trầm giọng nói, ngày đó sau khi tộc trưởng huyền sắc của huyền tộc mở quan tài máu kia ra thì lập tức bị huyết thi trong quan tài máu khống chế cơ thể. Diệp Quân ngạc nhiên, đoạt xác. Tín Du lắc đầu, vẫn chưa tính là đoạt xác, dường như lão ta vẫn chưa chết, chỉ là quyền khống chế thân thể nằm trong tay huyết thi kia thôi. Diệp Quân nhíu mày. Hình như huyền sắc kia là cảnh giới ách đạo đúng không? Tín Du gật đầu, phải. Nét mặt Diệp Quân dần trở nên nặng nề, thứ trong quan tài máu kia là khai đạo à? Tín Du trầm giọng nói, không phải khai đạo chân chính, có lẽ là bán bộ khai đạo. Bán bộ khai đạo. Diệp Quân thầm thấy nhẹ nhõm, nếu thứ kia thuộc cảnh giới khai đạo thì quá kinh khủng. Phải biết rằng nếu một nền văn minh có một cao thủ cảnh giới khai đạo thì đó chính là nền văn minh cấp 4. Mà nền văn minh thuật giả kia có tận 9 quan tài máu. 9 cao thủ cảnh giới khai đạo. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Đoạt xác. Sắc mặt Diệp Quân chợt trở nên lạnh lẽo. Mẹ kiếp, người bí ẩn đó đưa quan tài máu này cho hắn rõ ràng là không có ý tốt.
Tín Du lại nói, sau khi huyền sắc bị đoạt xác, huyền tộc bất ngờ không kịp đề phòng, có mười mấy cao thủ cao cấp bị, ông ta, cắn nuốt, mà bây giờ, ông ta, bị kẹt trong huyền giới, người ở bên trong. Diệp Quân chợt nói, đã chết hết rồi à? Thế thì tốt quá. Tín Du, ngươi, Huyền Lập ở phía xa nghe thấy lời của Diệp Quân thì tức đến mức suýt hộc máu. Diệp Quân không thèm quan tâm đến Huyền Lập, hắn nhìn huyền giới phía xa, khí thế tà ác kia ngày càng lớn mạnh, rõ ràng đối phương vẫn còn tiếp tục cắn nuốt người khác. Diệp Quân nói, có phải người kia cắn nuốt càng nhiều người sẽ trở nên càng mạnh không? Tín Du gật đầu. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Tín Du với vẻ nghi ngờ, vậy mọi người không ngăn cản ông ta à? Tín Du lắc đầu, tộc trưởng Thái A Thiên và tộc trưởng tiền nhiệm Tu La Tỉnh của tộc Tu La đều đã ra tay, nhưng không thể làm gì được đối phương. Diệp Quân cười như không cười, không phải không làm gì được, mà là không muốn dốc toàn lực đúng không? Nghe thấy lời của Diệp Quân, sắc mặt Huyền Lập ở phía xa lập tức trở nên rất khó coi. Dù nền văn minh Tu La rất đoàn kết đối ngoại, nhưng đó là đối ngoại, còn đối nội thì vẫn tranh đấu gay gắt, đặc biệt là lần này vì thần vật của nền văn minh cấp 4 kia khiến mọi người cực kỳ mâu thuẫn. Trong mắt Tín Du lộ vẻ phức tạp. Sao cô ta có thể không biết tranh đấu giữa nội bộ của nền văn minh Tu La được? Nhưng cô ta cũng không thể làm gì cả. Tín Du quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, trước đây khi quan tài máu kia đi theo ngươi cũng không tiến hành đoạt xác. Có lẽ là người trấn áp được ông ta, người có thể trấn áp ông ta lần nữa không? Diệp Quân vội xua tay, đang định từ chối thì một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, ta có một cách có thể trấn áp ông ta, nhưng sẽ rất khó khăn. Tín Du vội hỏi, cách gì vậy? Huyền Lập kia cũng nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt chờ mong. Diệp Quân nói, lúc trước ta sử dụng thanh kiếm kia trấn áp nó, chỉ cần trả thanh kiếm kia lại cho ta. Ta sẽ có thể trấn áp nó lại lần nữa. Ngươi nói láo. Lúc này, một ông lão ở cách đó không xa đột nhiên quát to. Người nói chuyện chính là Tu La Tiêu tộc trưởng đương nhiệm của tộc Tu La. Tu La Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Quân, danh con, ngươi đúng là xấu xa, đã lúc này rồi mà ngươi còn chia rẽ chúng ta, thật là đáng chết. Diệp Quân bình tĩnh nói, ông không tin thì ta cũng đành chịu. Tu La Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Quân. Nếu không vì kiêng rẻ Tín Du và tộc Thái A thì ông ta thật sự đã thẳng thừng ra tay rồi. Mẹ kiếp! Từ lần đầu gặp thiếu niên này, ông ta đã biết hắn không phải kẻ tốt lành gì, lòng dạ xấu xa. Diệp Quân không thèm quan tâm đến ánh mắt chứa đựng sát khí của Tu La Tiêu, hắn lui sang một bên, hắn còn mong huyền tộc này chết sạch ấy chứ. Mà Huyền Lập chợt cất lời, có lẽ hắn đang nói thật. Nghe thấy lời của Huyền Lập, Tu La Tiêu kia lập tức nổi giận. Ông ta nhìn chằm chằm Huyền Lập, người này cố ý chia rẽ quan hệ giữa hai tộc chúng ta, chẳng lẽ ông không nhìn ra à? Huyền Lập trầm giọng nói, lúc trước khi quan tài máu đó ở trong tay hắn ta đúng là đã bị trấn áp, với thực lực của hắn ta hoàn toàn không có khả năng trấn áp nó, rõ ràng là nhờ thanh kiếm kia. Nét mặt Tu La Tiêu không chút cảm xúc, cũng không nói một lời. Đưa kiếm cho Diệp Quân. Mơ đi. Huyền Lập nhìn về phía Tu La Tiêu, cũng đâu cần phải trả kiếm lại cho hắn ta, chỉ cần tộc Tu La lấy kiếm ra trấn áp là được mà. Tín Du cũng gật đầu, cô ta nhìn về phía Tu La Tiêu, ta biết bình thường mọi người đều tranh đấu gay gắt, nhưng đã đến giờ phút này, xin tộc Tu La chú trọng tình hình chung. Nếu huyền tộc thật sự bị tiêu diệt thì cũng không phải chuyện tốt với toàn bộ nền văn minh Tu La. Tu La Tiêu im lặng một lúc rồi nói, chuyện này ta không thể quyết định. Phải thương lượng với cha của ta. Tín Du lập tức nói, ta sẽ nói chuyện với ông ta. Dứt lời, cô ta quay đầu nhìn về phía kết giới phía xa, bắt đầu dùng huyền khí truyền âm. Không lâu sau đó, kết giới kia đột nhiên rung động, Tu La Tỉnh chậm rãi đi ra, lúc này sắc mặt lão ta hơi tái, hơi thở hỗn loạn, rõ ràng là vừa đại chiến. Tín Du trầm giọng nói, Tịnh tộc trưởng, thanh kiếm kia có thể trấn áp huyết thi. Xin ông hãy chú trọng tình hình chung. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn Tu La Tịnh. Tu La Tịnh im lặng. Lão ta biết nếu mình cố chấp không sử dụng thanh kiếm kia thì uy tín của tộc Tu La sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù sao nền văn minh Tu La cũng lấy tộc Tu La làm chủ đạo, dưới tình huống này mà tộc Tu La vẫn thấy chết không cứu, sau này ai sẽ xông pha cùng tộc Tu La nữa. Lúc này,
kết giới phía xa đột nhiên vỡ tan tành, sau đó những hơi thở tà ác chợt kéo đến như thủy triều. Thấy cảnh này, mọi người đều hoảng hốt, đồng loạt lùi lại. Thấy cảnh này, mọi người sợ hãi vội vàng lùi lại. Diệp Quân nhìn về phía xa, thời không nơi đó đột nhiên vỡ tan, có mấy người bay ra từ bên trong, dẫn đầu chính là Huyền Sắc kia, lúc này cả người Huyền Sắc đỏ như máu, tóc khô héo, mặt mũi dữ tợn, vô cùng tà ác. Cách Huyền Sắc không xa chính là Thái A Thiên và một vài cao thủ của nền văn minh Tu La. Lúc này, Diệp Quân chợt nói, Tịnh tộc trưởng, bây giờ sử dụng thanh kiếm trấn áp còn có thể cứu được Huyền Sắc tộc trưởng, nếu ông còn do dự thì Huyền Sắc tộc trưởng sẽ đi đời đấy. Tu La Tịnh lạnh lùng nhìn Diệp Quân, không nói gì. Các cao thủ huyền tộc ở xung quanh đều vội vàng nhìn về phía Tu La Tịnh, trong mắt tràn đầy chờ mong và nôn nóng. Tu La Tịnh không do dự nữa, lão ta mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên xuất hiện, người lão ta rung lên, biến mất khỏi vị trí ban đầu. Huyền Sắc ở phía xa chợt nâng cánh tay phải lên đỡ đòn. Keng! Tu La Tịnh lập tức bị đánh bay cả nghìn trượng. Mọi người sửng sốt. Tu La Tịnh cũng ngạc nhiên, lão ta nhìn kiếm thanh huyên trong tay với vẻ mặt nghi ngờ, tại sao không có tác dụng. Diệp Quân chợt trầm giọng nói, Tịnh tộc trưởng, đã đến lúc này rồi ông còn muốn giở trò thế à? Dù ông không muốn cứu Huyền Sắc tộc trưởng cũng nên tìm một cái cớ hay hơn chứ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tu La Tịnh với nét mặt kỳ lạ, mà sắc mặt những người của huyền tộc thì cực kỳ khó coi, đã lúc này rồi mà tộc Tu La còn muốn nội chiến, mẹ kiếp, nếu thật sự không sống nổi thì hủy diệt cùng nhau đi. Không muốn cứu. Lúc này mọi người đều nghĩ Tu La Tịnh này không muốn cứu người, làm gì có chuyện kiếm có vấn đề chứ. Kiếm này nằm trên tay ngươi có thể xảy ra vấn đề gì được. Lúc này sắc mặt các cường giả huyền tộc đều cực kỳ khó coi, thậm chí trong mắt đằng đằng sát khí. Tín Du cũng cau mày, nhưng cô ta lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, Tu La Tịnh không thể làm chuyện như vậy vào lúc này, chọc giận mọi người, làm mất lòng dân, lão ta không ngu ngốc đến thế. Cách đó không xa, sắc mặt Tu La Tịnh xa sầm, lão ta không giải thích, chỉ nhìn thoáng qua kiếm thanh huyên trong tay, sau đó lại biến thành một luồng kiếm quang chém về phía huyết thi giơ tay tung ra một quyền, máu phun trào. Tu La Tịnh bị đánh văng ra xa cả ngàn trượng. Sau khi dừng lại, sắc mặt Tu La Tịnh cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm kiếm thanh huyên trong tay, kiếm này có vấn đề, nó không có thần lực. Dứt lời, lão ta ngẩng đầu lên nhìn mọi người, sau đó lại nói, nó có vấn đề thật mà. Huyền Lập ở phía xa bỗng tức giận nói, Tu La Tịnh, là kiếm có vấn đề hay là người? Hả? Các cường giả huyền tộc đều tức giận nhìn lão ta. Rõ ràng tộc Tu La không muốn cứu người. Tín Du nhíu mày trầm tư một hồi, sau đó quay sang nhìn Diệp Quân bên cạnh, Diệp Quân nghiêm túc nói, chắc chắn kiếm không có vấn đề gì. Kiếm quả thật không có vấn đề, chỉ là hiện giờ hắn không trao quyền cho Tu La Tịnh này mà thôi. Tín Du bước đến cạnh Diệp Quân, sau đó khẽ nói, người nói ta biết thanh kiếm này có phải chỉ có ngươi mới dùng được không? Diệp Quân cảm thấy kinh ngạc, mẹ kiếp. Hắn nhận ra hình như hắn đánh giá cô gái xinh đẹp này hơi thấp rồi. Thấy Diệp Quân không đáp lời, Tín Du kéo góc áo Diệp Quân, sau đó lại nói, có phải không? Diệp Quân nghiêm túc nói, thật ra người khác cũng có thể dùng. Tín Du ngẫm nghĩ, sau đó nói, có phải cần được ngươi trao quyền không? Diệp Quân! Tín Du nhìn chằm chằm Diệp Quân, muốn tìm được chút đầu mối gì đó từ nét mặt của Diệp Quân, tiếc là Diệp Quân giả vờ rất giỏi, cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng Tín Du nghĩ vẻ bình tĩnh này quá bất thường. Tín Du vốn định nói gì đó nhưng lời vừa đến môi, cuối cùng vẫn không thốt thành lời. Tộc Tu La và huyền tộc đối xử với người ta thế nào? Lúc này nếu mình muốn cầu xin Diệp công tử trượng nghĩa cứu giúp, vậy thì có vẻ quá thánh mẫu rồi. Tín Du nhìn Tu La Tịnh sắc mặt tái xanh và đám người huyền tộc đang tức giận, thầm thở dài, mọi chuyện đều do họ tự chuốc lấy. Tu La Tịnh bỗng xoay người tức giận nhìn Diệp Quân, hai mắt như sắp phun ra lửa, kiếm này của ngươi có vấn đề. Diệp Quân bình tĩnh nói, vấn đề gì chứ? Ngươi! Tu La Tịnh nhìn Diệp Quân chằm chằm, sát khí đó cứ như thực thể. Diệp Quân khẽ cười, Tịnh tộc trưởng, ông cũng hay thật, một câu kiếm có vấn đề là có thể đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu ta, nếu ông không muốn cứu người thật thì cứ nói thẳng, cần gì phải làm như thế?
Tu La Tĩnh bỗng biến mất khỏi đó. Sức mạnh khủng khiếp lao đến chỗ Diệp Quân. Hỗn xược. Ngay lúc này một giọng nói tức giận bỗng vang lên từ đằng xa, sau đó Thái A Thiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, ông ta giơ tay lên tung cú đấm. Ầm. Hai sức mạnh cực lớn vừa tiếp xúc với nhau, làn sóng xung kích đáng sợ nổ tung, vài người có thực lực khá yếu bị chấn động văng ra xa. Sau khi dừng lại, Tu La Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Thái A Thiên trước mặt Diệp Quân, ánh mắt u ám, lẽ nào ông muốn cấu kết với người ngoài? Thái A Thiên khẽ cười, Tĩnh tộc trưởng, ông đừng đổ oan cho ta, mọi người ở đây đều có mắt đấy. Tu La Tĩnh nhìn xung quanh, lúc này có rất nhiều người nhìn lão ta, ánh mắt đều hơi kỳ lạ. Ngay cả vài người tộc Tu La cũng như thế. Mọi người đều nghĩ Tu La Tĩnh không muốn cứu người, bao gồm cả người tộc Tu La. Lúc này, Diệp Quân nhìn Huyết Thi ở đằng xa, lúc này Huyết Thi đã bị một đám cường giả nền văn minh Tu La ngăn lại nhưng thực lực của Huyết Thi quá mạnh, cường giả nền văn minh Tu La xung quanh đều bị trấn áp hoàn toàn. Diệp Quân nghiêm túc nói, Tĩnh tộc trưởng, ông còn không cứu người nữa thì Huyền Sắc tộc trưởng không cứu được thật đấy. Tu La Tĩnh nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên trong tay, vừa tức giận vừa ngờ vực. Trước đó thanh kiếm này không có vấn đề gì, nhưng tại sao bây giờ dường như trở thành một thanh kiếm bình thường? Chắc chắn là do Diệp Quân giở trò. Nghĩ đến đây, Tu La Tĩnh nhìn Diệp Quân ở đằng xa, đang định lên tiếng thì Huyền Lập ở cách đó không xa bỗng nói, Tĩnh tộc trưởng, ta biết trước đó hai gia tộc chúng ta có chút bất hòa vì tranh đoạt thần vật, nhưng lúc đó chẳng phải Huyền tộc ta cũng đã trao thần kiếm cho tộc Tu La rồi đấy sao? Nếu ông vẫn chưa hả giận, ta thay mặt Huyền tộc xin lỗi ông, mong ông rộng lượng đừng chấp tiểu nhân, xin hãy giúp một tay, Huyền tộc ta rất biết ơn. Dứt lời, ông ta cúi người thật thấp với Tu La Tĩnh. Những người Huyền tộc khác cũng vội cúi người với Tu La Tĩnh. Mọi người đều đang nhìn lão ta. Tu La Tĩnh quay đầu nhìn Diệp Quân cười nói, nếu ông nghĩ kiếm có vấn đề thì đưa kiếm cho ta, để ta dùng. Tu La Tĩnh mặc kệ Diệp Quân, chỉ khẽ cười, sau đó xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên trong tay lão ta bay thẳng đến trước mặt học sĩ tối thượng. Tu La Tĩnh nói, học sĩ tối thượng, kiếm này có vấn đề hay không, cô dùng thử là biết. Dĩ nhiên lão ta sẽ không đưa kiếm cho Diệp Quân, đùa à. Đưa kiếm này cho Diệp Quân thì còn có thể lấy lại được sao? Nhưng học sĩ tối thượng thì khác, bởi vì phẩm chất của cô ta khá tốt, chỉ cần cô ta cũng không thể sử dụng thanh kiếm này thì mọi người sẽ biết Diệp Quân đang giở trò, lão ta có thể nhân cơ hội tiêu diệt Diệp Quân. Lúc đó, dù là tộc Thái A cũng không thể bảo vệ Diệp Quân. Vốn dĩ lão ta có thể làm thế sớm hơn, nhưng sở dĩ lão ta không làm thế là vì đang đợi, đợi cảm xúc giận dữ của người xung quanh lên đến đỉnh điểm. Bây giờ họ tức giận bao nhiêu, lát nữa sẽ hung hăng với Diệp Quân bấy nhiêu. Sau khi đưa kiếm cho học sĩ tối thượng, Tu La Tĩnh quay sang nhìn Diệp Quân. Khi nhìn thấy sắc mặt Diệp Quân trở lên khó coi, lão ta mỉm cười, Diệp Quân bắt đầu hoảng hốt rồi. Học sĩ tối thượng cầm kiếm Thanh Huyên trước mặt lên, cô ta quay sang nhìn Diệp Quân, sau đó xoay người biến thành kiếm quang lao đến chỗ Huyết Thi đó. Huyết Thi ở phía xa thấy học sĩ tối thượng chém một kiếm đến. Ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường, giơ tay lên tung ra một quyền. Rầm. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Huyết Thi bị đánh văng ra xa, khi nó dừng lại, cả cánh tay phải của nó nổ tung, không chỉ thế cơ thể nó cũng dần nứt ra. Mọi người đều sững sờ. Thoáng chốc mọi người đều nhìn Tu La Tĩnh, khuôn mặt Tu La Tĩnh đầy vẻ khó tin nhìn cảnh tượng này. Như nghĩ tới điều gì, Tu La Tĩnh quay phát lại nhìn Diệp Quân ở phía xa, hung hăng nói, ngươi. Là ngươi có thể khống chế thanh kiếm này, ngươi, tên khốn kiếp nhà ngươi đùa giỡn với ta, ngươi. Diệp Quân nhìn Tu La Tĩnh, sau đó nhìn học sĩ tối thượng, cười nói, Tín Du cô nương, cô hãy sử dụng thanh kiếm này lần nữa, thanh kiếm này chuyên để khống chế thần hồn. Tín Du khẽ gật đầu, cô ta lập tức biến mất khỏi đó, thoáng chốc một nguồn sức mạnh bí ẩn bao phủ lấy Huyết Thi ở phía xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Huyết Thi thay đổi. Nó vừa định bỏ chạy thì một luồng kiếm quang nhấn chìm nó ngay lập tức. Diệp Quân liên hệ với tiểu hồn để giúp trấn áp. Thần hồn của Huyết Thi dần bị trấn áp phong ấn, lúc này Huyền Sắc vốn dĩ bị thần hồn trấn áp dần bắt đầu trở nên tỉnh táo. Diệp Quân đảo mắt, bỗng nói, Tín Du cô nương, đưa kiếm cho Huyền Sắc tộc trưởng, mau. Tín Du hơi sửng sốt,
thấy Diệp Quân nói có vẻ gấp gáp, cô ta không nghĩ nhiều lập tức ném kiếm cho Huyền Sắc. Lúc này Tu La Tịnh biến sắc, không thể đưa cho ông ta. Dứt lời, lão ta xông đến chỗ Huyền Sắc. Lúc này Diệp Quân bỗng nhìn các cường giả huyền tộc, lớn giọng nói các ngươi còn nhìn gì nữa. Mẹ nó, mau ngăn lão ta lại, lên đi, đánh lão ta. Huyền Lập và các cường giả huyền tộc đều sửng sốt, mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lúc này họ cũng không để tâm lắm, từng người một lao về phía Tu La Tịnh. Khi nhìn thấy các cường giả huyền tộc lao đến, các cường giả tộc Tu La đó cũng vội xông lên. Lúc này dĩ nhiên họ phải đứng về phía tộc trưởng của mình. Cứ thế, hai tộc lao vào đánh nhau. Thấy thế, học sĩ tối thượng vội quát, dừng tay. Thế nhưng không có tác dụng, hai bên đều đánh đến đỏ mắt. Dĩ nhiên quan trọng nhất vẫn là tranh đoạt thanh kiếm đó. Mẹ nó chứ, giờ dù có mù cũng có thể nhìn ra được thanh kiếm đó cực kỳ lợi hại. Một nhát kiếm suýt nữa đã đánh nát huyết thi. Quả đúng là thần khí siêu cấp. Ai mà lấy được nó thì người đó có thể thần cản giết thần, Phật cản đánh Phật. Một cuộc chiến đẫm máu diễn ra. Tín Du nhìn cảnh tượng trước mặt, trong mắt đầy vẻ thất vọng, lúc này cô ta mới cảm thấy hai gia tộc trước mắt này không còn cách cứu chữa nữa. Đều là tầm nhìn hạn hẹp, ích kỷ. Hai gia tộc đều sẽ không suy xét đến tình hình chung khi đối mặt với lợi ích, chỉ muốn tranh giành lợi ích thôi. Bị lợi ích che mờ mắt. Vì chỉ cần suy nghĩ một chút là biết thanh kiếm này có thể dùng được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Diệp công tử. Tất nhiên cô ta biết rõ người của huyền tộc và người tộc Tu La không phải không biết điều này, nhưng họ vẫn không thể từ bỏ thanh kiếm đó. Hết thuốc chữa. Tín Du thở dài. Ở một bên khác, Thái A Thiên và Thái A Nan nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không cảm thấy vui khi người gặp họa, mà hơn hết là vẻ phức tạp. Lẽ nào tộc Thái A không có ý nghĩ nào với thanh kiếm đó sao? Dĩ nhiên là có. Nhưng Thái A Thiên biết rõ, so với thanh kiếm đó thì chủ nhân của thanh kiếm lại có thể giúp sức rất nhiều cho tộc Thái A. Thanh kiếm lợi hại như vậy, chủ nhân của thanh kiếm và người tạo ra thanh kiếm có thể là người tầm thường được sao? Không đi kết giao với chủ nhân của kiếm, ngược lại đi tranh giành thanh kiếm, đúng là bỏ gốc lấy ngọn, cực kỳ ngu ngốc. Thái A Thiên quay đầu nhìn Diệp Quân cách đó không xa, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Diệp công tử này đúng là có khả năng nắm bắt lòng người. Cũng không biết ai dạy hắn mà chỉ mới tuổi này đã có mưu trí đến thế. Ngay lúc này, đằng xa bỗng nổ tung thành một luồng khí tức đáng sợ. Mấy người Thái A Thiên vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Huyền Sắc cách đó không xa cầm kiếm Thanh Huyên trong tay, trên người toát ra uy lực kiếm thế đáng sợ. Lúc này lão ta đã khôi phục lại bình thường, lão ta mượn sức kiếm Thanh Huyên trấn áp ngược lại thần hồn huyết thi đó. Huyền Sắc quay đầu lại nhìn Tu La Tịnh, ánh mắt đằng đằng sát khí. Tu La Tịnh thấy thế, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, lúc này lão ta cảm nhận được sự đe dọa. Tu La Tịnh nhìn Diệp Quân đằng xa, hãi hùng nói, người mau thu lại quyền hạn đi. Diệp Quân nhìn Tu La Tịnh, bình tĩnh nói, ta không. Tu La Tịnh. Ta không. Nghe Diệp Quân nói thế, một ngọn lửa không tên bùng lên trong người Tu La Tịnh, sau đó nhanh chóng lan khắp cả người lão ta, mẹ kiếp, điều này chẳng khác nào thừa nhận hắn có thể khống chế quyền hạn sử dụng kiếm. Tiếc là lúc này có trận chiến cách đó không xa, mọi người không chú ý đến bên này, thế nên không nghe được lời Diệp Quân nói. Tu La Tịnh không khỏi cảm thấy bất ổn. Mẹ nó chứ, kiếm gì thế mà có thể làm đến mức này? Muốn cho ai dùng thì cho vậy à. Công năng này còn có thể đóng mở hả? Ngay lúc này lão ta bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh, lão ta ngẩng phát đầu lên nhìn, đằng xa là Huyền Sắc đang nhìn lão ta chằm chằm. Không biết có phải vì huyết thi đó không mà lúc này quanh người Huyền Sắc toát ra từng luồng tà khí và sát khí đáng sợ. Tu La Tịnh nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Huyền Sắc, sau đó vội giải thích, Huyền Sắc tộc trưởng, chuyện này là âm mưu của Diệp Quân, ông có. Huyền Sắc bỗng giơ tay lên, kiếm quang lao ra, mấy cường giả tộc Tu La cách đó không xa bị chém chết. Xiết trong tích tắc, sắc mặt Tu La Tịnh trở nên cực kỳ khó coi. Huyền Sắc nhìn Tu La Tịnh, lạnh lùng cười nói, Tịnh tộc trưởng, trước đó chẳng phải ông nói thanh kiếm này không dùng được à? Ta thấy vẫn dùng tốt đấy chứ. Mặc dù Tu La Tịnh đã giận cực kỳ nhưng vẫn cố kiềm chế, lão ta giải thích, đây đều là âm mưu của thiếu niên đó, ông.
âm mưu cái đầu ông đấy. Huyền Sắc bỗng cầm kiếm Thanh Huyền chỉ vào Tu La Tĩnh giận dữ nói, đến lúc này rồi mà ông còn đổ lỗi cho Diệp Quân, rõ ràng là bản thân ông không muốn cứu, còn viện ra nhiều cớ như thế. Mặc dù Diệp Quân là người ngoài nhưng hắn nhân từ hơn tộc Tu La nhiều đấy, lão già khốn kiếp. Dứt lời, lão ta lại vung một nhát kiếm nữa, mấy cường giả tộc Tu La lập tức bị chém chết. Lúc này các cường giả tộc Tu La đó hoảng hốt, đều đồng loạt dừng lại, sau đó lùi về phía sau Tu La Tĩnh. Sắc mặt Tu La Tĩnh cực kỳ khó coi, lão ta biết mình bị chơi xấu. Không chỉ lão ta bị chơi xấu mà cả Huyền tộc cũng bị. Hai gia tộc của họ đều bị thiếu niên kiếm tu đó giở trò. Tu La Tĩnh quay đầu lại nhìn Diệp Quan cách đó không xa, hai tay lão ta siết chặt lại, lúc này người lão ta muốn giết nhất dĩ nhiên là Diệp Quân. Diệp Quân bỗng nghiêm túc nói, Tịnh tộc trưởng, ta đang nghĩ đến một vấn đề, nếu kiếm ở trong tay ông còn phí lời với Huyền Sắc tộc trưởng như thế sao? Ta nghĩ là sẽ không đâu nhỉ. Diệp Quân, Tu La Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, hai mắt đỏ ngầu. Lúc này Huyền Sắc bỗng biến thành kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Mục tiêu của lão ta chính là Tu La Tĩnh. Trước đó mặc dù thần hồn của lão ta bị trấn áp nhưng lão ta đều nhìn thấy rõ mồn một chuyện xảy ra ở bên ngoài, Tu La Tĩnh muốn lão ta chết. Ngược lại là Diệp Quân, mặc dù người ta là đối thủ nhưng lại không lợi dụng thời cơ mà hãm hại mình. Cho dù người ta có dậu đổ bìm leo thì lão ta cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là đối thủ, còn mặc dù tộc Tu La và Huyền tộc có xích mích tranh đấu với nhau, nhưng chung quy vẫn là người của mình. So ra thì tộc Tu La đúng là chó má thật sự. Vẫn là câu nói cũ, người mong muốn người chết nhất thường là người của mình. Thấy Huyền Sắc cầm kiếm lao đến chỗ mình, sắc mặt của Tu La Tĩnh lập tức thay đổi, thực lực ban đầu của lão ta gần như ngang ngửa với Huyền Sắc, nhưng hiện giờ Huyền Sắc có thanh kiếm trong tay nên thực lực của Huyền Sắc đã tăng lên rất nhiều. Nhưng chẳng còn cách nào khác, lúc này lão ta không lên cũng phải lên. Tu La Tĩnh tức giận gào thét, xuất ra bức tượng của mình, sau đó hai cánh tay lão ta đập về phía trước. Huyền Sắc giơ tay lên vung ra một nhát kiếm. Sau khi nhát kiếm lao ra, tượng thần đó lập tức vỡ tan, biến thành mảnh vỡ bay đầy trời. Thấy thế mọi người đều hoảng hồn. Một nhát kiếm thôi sao? Tượng thần đã bị chém tan nát. Cái quái gì đây? Sắc mặt Thái A Thiên cũng trở nên nghiêm trọng, ông ta không ngờ uy lực của thanh kiếm này lại đáng sợ đến thế. Mạnh đến mức hơi hoang đường. Lúc này Huyền Sắc cũng hơi ngạc nhiên, lão ta nhìn kiếm Thanh Huyền trong tay, mặt đầy vẻ phấn khích và kích động. Lão ta biết thanh kiếm này rất mạnh, nhưng không ngờ thanh kiếm này lại mạnh đến mức này. Cầm thanh kiếm trong tay, lão ta như một nhân vật vô địch trong số người cùng cấp bậc. Thậm chí có thể vô địch trong số những người có cấp bậc cao hơn mình. Nghĩ đến đấy, Huyền Sắc bật cười. Cảm giác vô địch. Sắc mặt Tu La Tĩnh ở đằng xa cũng cực kỳ khó coi, lão ta không ngờ tượng thần của mình lại bị một nhát kiếm đánh cho tan tác. Tu La Tĩnh quay phát lại nhìn Diệp Quân, lúc này trong mắt lão ta đầy vẻ oán hận. Diệp Quân không để ý đến lão ta, hắn nhìn Huyền Sắc ở đằng xa, sau đó nghiêm túc nói, Huyền Sắc tộc trưởng, ta nhiều chuyện một câu, trước đó mặc dù Tịnh tộc trưởng hơi bất nhân bất nghĩa nhưng dù sao các ông cũng đều thuộc về cùng một nền văn minh, làm gì cũng nên để lại một đường lui thì tốt hơn. Ta tin hôm nay ông tha cho tộc Tu La tuyệt đối sẽ không trả thù, càng đừng nói oán trách. Nói đến đây hắn nhìn Tu La Tĩnh, đúng chứ? Tu La Tĩnh, Tín Du quay sang nhìn Diệp Quân, mặt trợn to như hai quả chuông đồng. Thái A Thiên và Thái A Nan cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Quân. Mẹ kiếp! Tên này là ma quỷ à? Tiểu Tháp bỗng nói, ngươi không hổ là con trai do cha ngươi sinh ra, có vài thứ đúng là do di truyền thật. Diệp Quân! Sau khi nghe Diệp Quân nói thế, Huyền Sắc từ tốn quay sang nhìn Tu La Tĩnh đó, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Diệp Quân không nói điều này. Lão ta cũng không nhận ra Huyền tộc và tộc Tu La đánh nhau đến mức hoàn toàn không có khả năng hòa giải, nếu lúc này lão ta không thoát khỏi tộc Tu La thì sau này tộc Tu La chắc chắn sẽ trả thù. Hậu họa khó lường. Nghĩ đến đây, trong mắt Huyền Sắc đã đằng đằng sát khí. Không chỉ Huyền Sắc, lúc này ánh mắt các cường giả Huyền tộc nhìn các cường giả tộc Tu La đều đã có ý định giết người. Quả thật hai bên xung đột với nhau đến mức này hoàn toàn không có khả năng hòa giải.
đã đến mức ta sống thì ngươi phải chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tu La Tịnh ở phía xa lập tức tức giận nói, Huyền Sắc, lẽ nào ông còn chưa nhận ra sao? Mọi chuyện đều là âm mưu của Diệp Quân, hắn cố ý khiêu khích quan hệ giữa hai tộc chúng ta, ông có phải ông bị huyết thi kia ảnh hưởng nên đầu óc có vấn đề không? Câm miệng! Huyền Sắc bỗng gằn giọng nói, Tu La Tịnh, người ta đã nói giúp cho ông còn đổ tội cho người ta, ông đúng là đồ chó má. Dứt lời, lão ta biến thành kiếm quang lao đến chỗ Tu La Tịnh. Thấy thế Tu La Tịnh vừa tức giận vừa kinh ngạc, đồ ngu ngốc, mẹ nó, ông đã bị huyết thi đó làm cho đầu óc hư hỏng rồi, chết tiệt. Dứt lời, cả người lão ta bỗng bay lên không trung, từng sóng khí màu đen khủng khiếp tuôn trào từ trong người lão ta. Thế nhưng ngay khi sóng khí màu đen đó vừa tiếp xúc với kiếm Thanh Huyên thì lập tức bị phá tan như tuyết gặp dầu nóng. Huyền Sắc cầm kiếm lao đến chém Tu La Tịnh. Thấy thế, Tu La Tịnh biến sắc, hai tay lão ta hợp thành một bức tượng hung dữ bỗng xuất hiện phía sau lão ta. Ầm, một luồng khí tức tà ác đáng sợ bỗng chốc lan ra. Thấy thế, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, ông ta có hai tượng thần à? Tín Du ở bên cạnh Diệp Quân giải thích, đây là tượng thần Tu La mà tộc Tu La có được, ngưng tụ bằng huyết mạch, cũng xem như là một trong các con bài át chủ của tộc Tu La. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn tượng thần Tu La, tượng thần này mạnh hơn tượng thần trước đó không ít. Lúc này, trong đầu hắn bỗng hiện lên một ý nghĩ, huyết mạch Tu La này có thể ngưng tụ được tượng thần huyết mạch, có phải mình cũng có thể làm được không? Phải biết rằng, mình có đến 3 loại huyết mạch, theo lý thuyết có phải cũng có thể ngưng tụ được 3 tượng thần huyết mạch không? Có thể thử xem sao. Tín Du nhìn Diệp Quân, muốn nói lại thôi. Diệp Quân giả vờ như không nhìn thấy. Cuối cùng Tín Du cũng không nói gì, vì cô ta cũng rất thất vọng về tộc Tu La và Huyền tộc. Hai gia tộc này đã không cần phải tồn tại nữa. Nghĩ đến đây, cô ta cũng cảm thấy thư thái, lúc cần quyết đoán mà do dự thì sẽ có hậu họa khó lường. Ở đằng xa, sau khi Tu La Tịnh xuất tượng thần Tu La ra, từng sức mạnh đáng sợ liên tục lan tràn xung quanh. Uy lực này không giống với trước đó, còn có khí tức cực kỳ tà ác. Huyết mạch Tu La. Tu La Tịnh nhìn Huyền Sắc chằm chằm, không phí lời nữa vì lúc này có nói gì cũng đã chẳng còn tác dụng. Hai bên đã đến mức ta sống ngươi chết. Tu La Tịnh bỗng cúi người xuống, tượng thần Tu La ở đằng sau lão ta tức giận gào lên một tiếng, sau đó tung ra một quyền đánh vào Huyền Sắc ở đằng xa. Sức mạnh diệt trời hủy đất lập tức nổ tung. Cả Tu La giới bỗng chốc bắt đầu nứt ra rồi vỡ tan. Người xung quanh hốt hoảng, đều lùi về phía sau đến khu vực chiến đấu trước đó. Diệp Quân và Tín Du cũng lùi về sau gần cả vạn trượng, tránh khỏi uy lực còn sót lại của khí tức đó. Huyền Sắc thấy một quyền đang lao đến, ánh mắt không hề sợ hãi, cả người lướt qua rồi biến thành kiếm quang lao ra. Đối đầu trực diện, kiếm quang mà Huyền Sắc biến thành đó va chạm vào cú đấm của Tu La Tịnh. Ầm, bàn tay cực lớn bỗng chốc nát vụn, vô số năng lượng vỡ tan và sóng khí sức mạnh cùng nổ tung, khiến người xung quanh hoảng sợ lại lùi về sau. Ngay cả Tu La Tịnh cũng bị đánh văng ra xa mấy vạn trượng, không chỉ thế, bức tượng thần mà lão ta gọi đến đã biến thành mảnh vỡ trong thoáng chốc. Lại là một nhát kiếm. Thấy thế mọi người đều ngạc nhiên, cũng hoảng sợ không thôi. Họ nhận ra hình như bản thân vẫn đánh giá thấp uy lực của thanh kiếm này. Sau khi một nhát kiếm đánh vỡ tượng thần Tu La, bản thân Huyền Sắc cũng sững sờ, sau đó lão ta điên cuồng bật cười thật lớn. Cảm giác vô địch, Tu La Tịnh cùng cấp bậc với lão ta chỉ nhỏ bé giống như con kiến trước mặt lão ta mà thôi. Bây giờ lão ta có cảm giác này. Thần kiếm ở trong tay, ta có được vũ trụ. Sắc mặt Tu La Tịnh trở nên cực kỳ khó coi, dĩ nhiên vẫn hốt hoảng nhiều hơn. Lão ta không ngờ tượng thần Tu La của mình cũng không thể đánh lại thanh kiếm đó. Mẹ nó chứ! Đây là thanh kiếm quái quỷ gì thế? Lúc này lão ta bỗng nhận ra một chuyện. Thanh kiếm mạnh như vậy, thì người tạo ra thanh kiếm. Nghĩ đến đây, Tu La Tịnh quay sang nhìn Diệp Quân vẫn đang bình tĩnh. Diệp Quân nhìn Tu La Tịnh, thấy sắc mặt đối phương tái nhợt bèn an ủi, oan gia nên giải không nên kết. Tịnh tộc trưởng, ông xin lỗi một tiếng. Huyền Sắc tộc trưởng sẽ tha thứ cho ông. Tu La Tịnh nhìn Diệp Quân chằm chằm, lão ta bỗng cười gằn nói, người nghĩ người thắng rồi sao? Dứt lời,
Lão ta quay đầu lại nhìn Huyền Sắc nói, còn đồ ngốc nhà ông cũng phải chết, đều phải chết. Dứt lời, lão ta tức giận gào lên, cho mời thiên tổ. Gọi tổ tông. Một tia sáng trắng lao lên trời từ tận cuối tu la giới, sau đó một luồng khí tức đáng sợ bỗng bao phủ cả tu la giới. Gọi tổ tông. Thấy cảnh tượng này, mí mắt Diệp Quân khẽ giật, lão già này đúng là chơi lớn. Lại gọi thẳng tổ tông. Diệp Quân vội vàng quay đầu nhìn Huyền Sắc ở phía xa, cũng không biết lão ta có chịu nổi hay không, hắn hơi lo lắng cho lão ta. Sau khi tu la tỉnh gọi tổ tông, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Vậy mà lại gọi tổ tông thật. Lão ta thật sự muốn phân sống chết. Ngay cả tổ tông cũng gọi ra. Lúc Huyền Sắc thấy tu la tỉnh gọi tổ tông, lão ta cũng sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại khinh thường, bởi vì người tu la tỉnh gọi ra không phải là tu la vương đời thứ nhất, mà là tu la vương đời thứ hai. Dĩ nhiên, cho dù gọi tu la vương đời thứ nhất đi chăng nữa thì Huyền Sắc có gì phải sợ cơ chứ? Bởi vì cho dù là tu la vương đời thứ nhất, cùng lắm cũng chỉ là một cường giả bán bộ khai đạo mà thôi. Trong tay lão ta đang cầm thần kiếm, đừng nói chỉ là một cường giả cảnh giới bán bộ khai đạo, cho dù người tới là một cường cảnh giới khai đạo chân chính đi chăng nữa, lão ta cũng có thể giết chết chỉ bằng một nhát kiếm. Trên bầu trời, một ông lão chậm rãi bước ra giữa luồng sáng trắng. Tổ tông tu la đời thứ hai. Mặc dù cũng chỉ là cảnh giới ách đạo, nhưng những người cảnh giới ách đạo hiện đang có mặt ở đây còn lâu mới có thể so sánh được với thực lực của ông ta. Ông lão liếc nhìn xung quanh, đang định mở lời, lúc này, Huyền Sắc ở xa đột nhiên cười lớn, chỉ là cảnh giới ách đạo nhỏ bé mà cũng dám tới đây ra vẻ sao. Dứt lời, lão ta hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Xoẹt! Kiếm quang xé toạc bầu trời, tổ tông tu la đời thứ hai bị chém chết. Hồn bay phách tán. Bị giết trong nháy mắt. Mọi người đều hóa đá. Tu la tịnh và cường giả tộc tu la ngây người ngay tại chỗ, vậy là xong rồi sao? Diệp Quân nhìn lên trời, lúc này hắn bỗng dưng nghĩ đến việc kiếm thanh huyền có tác dụng áp chế và khắc chế thần hồn. Thứ tộc tu la gọi tới không phải là một phân thân hay hình chiếu, mà là một thần hồn. Thần hồn. Đừng nói chỉ là một thần hồn. Cho dù linh hồn hoàn chỉnh của tổ tông tu la đời thứ hai xuất hiện ở đây, cũng chỉ là đống cặn bã trước kiếm thanh huyên. Sau khi Huyền Sắc chém chết tổ tông tu la đời thứ hai chỉ bằng một nhát kiếm, lòng tin lập tức tăng vọt, lão ta xoay người cầm kiếm chỉ về phía tu la tịnh, mặt đầy vẻ khinh thường, tất cả người của tộc tu la các người cùng lên hết đi. Mọi người! Diệp Quân nhìn Huyền Sắc, thầm nói trong lòng, tháp ra, hồi trước ta cầm kiếm thanh huyên. Chắc cũng không hống hách như vậy đâu nhỉ. Tiểu tháp khẽ nói, không phải ngươi từng nói là cũng có lúc cảm thấy vô địch sao? Diệp Quân. Sắc mặt tu la tịnh vô cùng khó coi, từ trước tới nay tộc tu la chưa từng mất mặt như vậy, lúc này, ngoại trừ vẻ tức giận, lão ta càng thấy kinh hoàng hơn. Thanh kiếm kia lại có uy lực mạnh đến mức này. Đây là điều mà lão ta không thể ngờ tới. Lúc trước lão ta cầm thanh kiếm này, cũng không phát hiện thanh kiếm đỉnh như vậy. Có vẻ như nghĩ đến điều gì, tu la tịnh đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, lão ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Diệp Quân nhìn vẻ mặt đầy oán hận của tu la tịnh, thấp giọng thở dài, tịnh tộc trưởng, nếu ông cứu Huyền Sắc tộc trưởng ngay từ đầu thì Huyền Sắc tộc trưởng sao có thể đối xử với tộc tu la ông như thế. Việc đã đến nước này, ông vẫn nên chạy nhanh đi. Có câu tục ngữ rất hay. Chỉ cần giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt, chỉ cần còn sống, tương lai không phải là không có cơ hội báo thù. Nói đến cuối cùng, giọng nói của hắn đột nhiên lớn hơn, chỉ muốn để toàn bộ người của tu la giới nghe thấy. Mọi người! Ha ha! Huyền Sắc đột nhiên cười lớn, tộc tu la của lão ta sẽ không có cơ hội nữa. Nói xong, lão ta hóa thành một đạo kiếm quang đánh về phía tu la tịnh. Lão ta biết rõ. Tộc tu la và huyền tộc trở thành như vậy, hai bên căn bản không thể hòa giải được nữa, nếu hôm nay không giết hết, ngày sau tộc tu la nhất định sẽ trả thù. Vì vậy, lão ta một là không làm, hai là không dừng tay, hôm nay phải tiêu diệt hết toàn bộ tộc tu la. Những người còn lại của huyền tộc lúc này cũng có suy nghĩ như vậy, do đó, khi nhìn thấy Huyền Sắc xông ra, bọn họ cũng vội vàng lao theo.
tiêu diệt tộc Tu La. Nhận ra ý đồ của Huyền Sắc, Tu La Tịnh đột nhiên kinh hãi nói, lui về bên trong tộc. Dứt lời, lão ta dẫn một đám cường giả tộc Tu La xoay người bỏ chạy. Lúc này, tất nhiên không thể đối chọi với Huyền Sắc, bởi vì thật sự không thể thắng nổi. Một đám người bỏ trốn, một đám người đuổi theo. Tín Du khẽ lắc đầu, không nói lời nào, cũng không ngăn cản. Bởi vì cô ta quá thất vọng. Hai gia tộc này đều không thể cứu vãn được nữa, nếu giữ lại sẽ là thảm họa không hồi kết. Trong mắt Thái A Thiên thoáng qua vẻ phức tạp, ông ta cũng không ngờ hai gia tộc từng kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu hôm nay lại muốn ngươi chết ta sống. Lòng tham. Mặc dù sau đó Tu La Tịnh đã nhận ra mưu kế của Diệp Quân, nhưng khi đó cũng đã muộn. Chuyện trở thành như thế này, đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tất cả mọi người. Phải có một bên phải chết. Thái A Thiên quay đầu nhìn Diệp Quân, sắc mặt phức tạp, ở độ tuổi như vậy, thực lực nghịch thiên, độ thông minh cũng nghịch thiên. Đây tuyệt đối không phải người mà gia tộc bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Chẳng lẽ vị Diệp công tử này thật sự đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 4? Nghĩ đến đây, trong mắt Thái A Thiên cũng hiện lên vẻ lo âu. Mặc dù bây giờ tộc Thái A lựa chọn kết thân với Diệp Quân, nhưng ông ta cũng biết giữa các nền văn minh, vĩnh viễn chỉ nói đến lợi ích, nếu như Diệp Quân thật sự đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 4, sau này một khi Diệp Quân hoặc nền văn minh vũ trụ sau lưng hắn dấy lên suy nghĩ xấu xa, nền văn minh Tu La thật sự sẽ gặp nguy. Thật ra trước đó, ông ta cũng không hoàn toàn tin tưởng Diệp Quân đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 4, dù sao cảnh giới của Diệp Quân cũng quá thấp, hơn nữa cũng đã nói hắn không phải đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 4. Nhưng giờ phút này, sau khi thấy thanh kiếm kia kinh khủng thế nào, ông ta thật sự tin rằng Diệp Quân đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 4. Thanh kiếm kia thật sự quá mức nghịch thiên. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên nói, Thiên tộc trưởng, Tín Du cô nương. Tín Du cô nương và Thái A Thiên nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân khẽ mỉm cười, nếu nền văn minh Tu La là do các người lãnh đạo thì ta rất hy vọng có thể kết giao với nền văn minh Tu La. Tín Du và Thái A Thiên nhìn nhau, cuối cùng, Thái A Thiên khẽ gật đầu, ta hiểu ý của Diệp công tử, chỉ là... Nói đến đây, ông ta hơi lo lắng, Huyền Sắc hiện đang cầm thần kiếm, cho dù là tộc Thái A ta cũng không phải đối thủ của lão ta. Diệp Quân bình tĩnh nói, chỉ có người của gia tộc ta mới có thể dùng thanh kiếm kia, nếu không được gia tộc ta giao quyền thì thanh kiếm kia sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Sắc mặt Thái A Thiên đầy vẻ ngạc nhiên, đây. Diệp Quân cười nói, thật ra hai vị cũng đoán được rồi nhỉ. Thái A Thiên lắc đầu cười khổ, là đoán được một ít, nhưng còn chưa dám xác nhận, bây giờ Diệp công tử xác nhận, không ngờ, thế gian còn có thần kiếm như vậy. Tín Du đột nhiên nói, Diệp công tử, thanh kiếm kia không phải do nền văn minh thuật giả đưa cho ngươi, đúng không? Diệp Quân gật đầu, không phải. Tín Du nhìn chằm chằm Diệp Quân, do ngươi chế tạo ra à? Diệp Quân đang định nói, Tín Du đã lắc đầu, không thể nào, ngươi không thể tạo ra loại kiếm này được. Diệp Quân cười nói, tất nhiên là không phải do ta chế tạo, thanh kiếm này là cô ta chế tạo cho cha ta lại truyền lại cho ta, dù sao cũng là con nối nghiệp cha. Bây giờ nó là của ta. Tiểu tháp. Tín Du đột nhiên nói, Diệp công tử, cô của ngươi, là cường giả cảnh giới khai đạo à? Thái A Thiên cũng tò mò nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân lắc đầu, không phải. Tín Du híp mắt lại, còn trên cả cảnh giới khai đạo sao? Diệp Quân lắc đầu cười, bà ấy không tu luyện cảnh giới, vì vậy không có cảnh giới. Không tu luyện cảnh giới. Tín Du ngạc nhiên. Diệp Quân nói, Tín Du cô nương, ta hơi tò mò, ban đầu khi ở nền văn minh thuật giả, bọn họ muốn làm giao dịch gì với cô vậy? Tín Du thấp giọng nói, bọn họ muốn đạt được tín ngưỡng của ta. Diệp Quân khẽ nhíu mày, tín ngưỡng của cô. Tín Du gật đầu, chỉ cần ta tin tưởng nền văn minh thủy tổ của bọn họ có thể giúp ta nâng cao. Nói đến đây, cô ta lắc đầu, ta là học sĩ tối thượng của nền văn minh Tu La. Tín ngưỡng cả đời của ta chỉ có học sĩ, sao có thể tin người nào khác? Hơn nữa, trực giác nói cho ta biết, bọn họ có mục đích không tốt, bây giờ thấy quan tài máu kia, càng khẳng định suy nghĩ của ta. Diệp Quân trầm giọng nói, mục đích của bọn họ là gì? Chẳng lẽ là muốn tái hiện lại nền văn minh? Tín Du khẽ lắc đầu, không biết,
nhưng nhìn theo tình hình hiện giờ, bọn họ e rằng cũng tới với ý đồ xấu, mà nền văn minh Tu La chúng ta lúc này lại đang nội loạn. Nói đến đây, cô ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, Diệp công tử, chỉ bằng mời cô của ngươi tới nền văn minh Tu La làm khách. Diệp Quân lắc đầu, Tín Du hơi thất vọng. Diệp Quân cười nói, cô ta không cảm thấy quá hứng thú với nền văn minh Tu La. Tín Du, Thái A Thiên đột nhiên nói, Diệp công tử, mạo muội hỏi một câu, trước đó ngươi nói ngươi đến từ một nền văn minh vũ trụ cấp 1, đây là thật, hay là... Diệp Quân khẽ gật đầu, ta quả thật đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 1. Thái A Thiên hơi do dự, sau đó nói, nhưng kiếm này của ngươi, còn cả cô của ngươi. Tín Du đột nhiên nói, chắc hẳn cô ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi lại ở nền văn minh vũ trụ cấp thấp kia, đúng không? Diệp Quân gật đầu, có thể nói như vậy. Tín Du trầm giọng nói, cô ngươi có thể chế tạo ra loại kiếm này, thực lực nhất định đã đạt đến cảnh giới khai đạo, thậm chí còn cao hơn. Nói đến đây, cô ta nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân lắc đầu cười, hắn phát hiện, Tín Du và Thái A Thiên thật sự vô cùng tò mò về cô của hắn. Diệp Quân đột nhiên nói, cô ta còn tạo ra một vật, các ngươi có muốn xem không? Tín Du vội vàng gật đầu, muốn. Thái A Thiên cũng gật đầu lia lịa. Diệp Quân dẫn hai người vào trong tiểu tháp, sau khi tiến vào tiểu tháp, hai người hóa đá tại chỗ. Tín Du nhìn xung quanh, vẻ mặt khó tin, đây. Sắc mặt Thái A Thiên cũng vô cùng nghiêm trọng. Diệp Quân nhìn hai người, không nói lời nào. Sở dĩ hắn dẫn hai người vào trong tháp, không phải vì muốn ra vẻ, mà là muốn hợp tác với hai người họ. Nền văn minh vũ trụ Quan Huyên cần đồng minh trong vũ trụ rộng lớn này. Lúc này, Tín Du đột nhiên trầm giọng nói, kinh khủng. Diệp Quân đang định lên tiếng, Thái A Thiên đột nhiên nói, xảy ra chuyện rồi. Nói xong, ông ta rời khỏi tiểu tháp. Diệp Quân và Tín Du cũng rời khỏi tiểu tháp theo. Bên ngoài, Thái A Nan xuất hiện trước mặt ba người, sắc mặt khó coi, huyền sắc, lão ta, giết đến mức điên rồi. Tu La cổ giới. Tu La cổ giới là thế giới độc lập mà tộc trưởng đầu tiên của tộc Tu La tạo ra, linh khí bên trong rất dày đặc, có cả hồn trận Tu La năm đó thủy tổ Tu La tự tay để lại. Hồn trận Tu La này cũng được gọi là đại trận mạnh nhất nền văn minh Tu La, nghe nói có thể đánh lại cường giả cảnh giới khai đạo. Lúc này trong Tu La cổ giới, vô số mảnh vỡ màn sáng từ trên trời rơi xuống, hàng loạt hắc khí tản ra xung quanh, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết trộn lẫn vào nhau vang vọng. Cả Tu La cổ giới như một chiến trường Tu La. Một người đàn ông cầm kiếm đứng lên, ánh mắt đầy vẻ khinh thường và kiêu ngạo. Người này chính là Huyền Sắc. Vừa nãy hồn trận Tu La trận pháp mạnh nhất nền văn minh Tu La bị một nhát kiếm của lão ta chém vỡ. Chỉ một nhát kiếm. Lúc này các cường giả tộc Tu La mang vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Lúc này Tu La Tịnh người mạnh nhất tộc Tu La cũng tuyệt vọng đứng đó, hai cánh tay lão ta đã biến mất. Xung quanh đều là thi thể của cường giả tộc Tu La. Không một ai là đối thủ của Huyền Sắc. Dù là cường giả cảnh giới khai đạo của độc khai nhất đạo cũng không đỡ được nhát kiếm của lão ta chứ đừng nói đến cường giả 10 phần thần tính. Hoang đường như thế đấy. Mọi người đều không ngờ thanh kiếm này lại mạnh đến thế. Mạnh đến mức không thể tin được. Lúc này Huyền Sắc chậm rãi bước đến chỗ Tu La Tịnh ở đằng xa, thấy thế sắc mặt các cường giả tộc Tu La đều thay đổi. Tu La Tịnh nhìn Huyền Sắc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyền Sắc cúi đầu nhìn xuống kiếm Thanh Huyên trong tay, sau đó nhìn Tu La Tịnh cười nói, Tu La Tịnh, ta biết bây giờ ông chắc đang cảm thấy hối hận vì lúc trước đã không diệt huyền tộc ta khi trong tay có thanh kiếm này, đúng không? Tu La Tịnh bỗng cười nói, Huyền Sắc, ông nghĩ ông sẽ là người thắng cuối cùng sao? Huyền Sắc bật cười, sau đó nói, ông muốn nói về thiếu niên kiếm tu Diệp Quân đó à? Tu La Tịnh nhìn Huyền Sắc, không nói gì. Huyền Sắc lắc đầu khẽ cười, tâm tư của thiếu niên kiếm tu đó rất nhiều, hắn dở mấy trò này, sao ta có thể không biết chứ? Sau khi tiêu diệt tộc Tu La ông thì hắn cũng nhỏ bé như con kiến với ta thôi. Tu La Tịnh nhìn Huyền Sắc lắc đầu, trong mắt đầy vẻ thương hại. Lúc này lão ta mới nhận ra người trước mặt này ngu ngốc thế nào. Nên nói là đã ngu ngốc đến mức bị che mờ mắt rồi. Thanh kiếm này nghịch thiên như vậy thì người chế tạo ra kiếm sẽ đáng sợ đến mức nào?
Diệp Quân có thể lấy được thanh kiếm này lẽ nào là nhặt được sao? Chắc chắn là người tạo ra kiếm đã đưa nó cho hắn, mà có thể có được thanh kiếm này, vậy Diệp Quân sẽ có quan hệ bình thường với người tạo ra kiếm ư? Hơn nữa giờ nhìn lại, lúc đầu Diệp Quân giao thanh kiếm ra đều là cố ý. Mục đích là để tộc Tu La của mình và huyền tộc tàn sát lẫn nhau. Nghĩ đến đây, Tu La Tịnh tự diễu, mình đang cười người trước mặt ngu ngốc nhưng lúc đầu chẳng phải mình cũng ngu ngốc nhường nào đó sao? Lợi ích thật sự che mờ mắt và đầu óc của con người. Tu La Tịnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn huyền sắc ở phía xa, lão ta xòe tay ra, một lệnh bài cổ chậm rãi bay lên không trung. Ngay sau đó, bên ngoài Tu La Thành, những bức tượng thần vệ Tu La bỗng rung chuyển. Chẳng mấy chốc hàng vạn thần vệ Tu La đột nhiên phá vỡ khoảng không đi thẳng vào trong Tu La cổ giới. Thần vệ Tu La. Mấy vạn thần vệ Tu La chỉnh tề ngay ngắn, ai nấy cũng đều toát ra ý chí chiến đấu đáng sợ, khí tức cực mạnh, chấn động cả Tu La cổ giới khiến cho thời không chấn động dữ dội, cực kỳ khủng khiếp. Nhìn thấy hàng vạn thần vệ Tu La, huyền sắc bỗng nhíu mày, tộc Tu La có thể luôn thống trị cả nền văn minh Tu La, phần lớn là vì những thần vệ Tu La này. Bởi vì những thần vệ Tu La này chỉ nghe lệnh của tộc Tu La và học sĩ tối thượng. Trong mắt các cường giả tộc Tu La lại hiện lên tia hy vọng. Sắc mặt của các cường giả huyền tộc trở nên nghiêm trọng, dĩ nhiên họ biết những thần vệ Tu La này đáng sợ đến cỡ nào, những thần vệ Tu La này đều là các chiến sĩ tinh nhuệ nhất của nền văn minh, là sự tồn tại vô địch trong cùng cấp bậc, thậm chí là vô địch hơn cấp bậc. Các cường giả huyền tộc nhìn huyền sắc ở đằng xa, huyền sắc híp mắt lại. Lão ta nắm chặt kiếm thanh huyên, mặc dù cũng kiêng dè mấy thần vệ Tu La này nhưng lão ta không sợ, bởi vì lão ta cảm thấy mình vô địch khi cầm thanh kiếm này trong tay. Ngay lúc này Tu La Tịnh đó bỗng tức giận chỉ vào huyền sắc giết. Các thần vệ Tu La nhận được lệnh, vừa định ra tay thì lúc này họ như thể chấp nhận mệnh lệnh gì đó đột nhiên biến thành từng tia sáng rồi biến mất ở tận cuối chân trời. Mọi người đều sửng sốt. Tu La Tịnh cũng sửng sốt. Ngay sau đó sắc mặt lão ta bỗng trở nên khó coi Tín Du. Ngoài tộc Tu La ra, Tín Du cũng có thể ra lệnh cho thần vệ Tu La. Lúc đầu tiên tổ tộc Tu La và học sĩ tối thượng của học điện tối thượng đã thỏa thuận, nếu mệnh lệnh của hai bên đời sau có xung đột thì thần vệ Tu La có thể tạm thời không nghe theo lệnh của bất kỳ bên nào. Nguyên nhân làm thế là sợ tộc Tu La và học sĩ tối thượng đấu đá lẫn nhau. Lúc này huyền sắc bỗng cười phá lên, Tu La Tịnh. Tự tạo nghiệt, ha ha. Tu La Tịnh nhìn huyền sắc, vẻ mặt cực kỳ hung dữ, tộc người Tu La nghe đây, bất kể hôm nay có thế nào cũng khó tránh khỏi cái chết, nếu đã thế vậy tại sao không liều mình chiến đấu? Giết một người không thiệt, giết hai người có lợi. Dứt lời, khí tức trong người lão ta bỗng tăng lên rất nhanh, sau đó cả người lao đến chỗ huyền sắc. Tự hủy diệt. Thấy thế ánh mắt người tộc Tu La đó lóe lên vẻ quyết đoán. Đều đồng loạt lao lên trời xông đến chỗ các cường giả huyền tộc. Đều chọn tự hủy diệt. Như Tu La Tịnh đã nói, nếu hôm nay đã khó thoát khỏi cái chết, vậy tại sao không làm đến cùng? Thấy người tộc Tu La như tự sát lao đến, mắt huyền sắc đầy vẻ khinh thường, lão ta lập tức biến thành tia kiếm quang lao đến. Chẳng mấy chốc cả Tu La cổ giới vang lên từng tiếng kêu thảm thiết và tiếng nổ. Huyền sắc tay cầm kiếm thanh huyên thì là người bất khả chiến bại. Tu La Tịnh vừa lao đến trước mặt lão ta đã bị một nhát kiếm đánh văng ra xa, thần hồn bị hút hết. Bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi chém chết Tu La Tịnh bằng một nhát kiếm, huyền sắc xoay người xông đến giết các cường giả tộc Tu La. Ngay cả Tu La Tịnh cũng không phải là đối thủ của lão ta, huống hồ những người khác. Chẳng mấy chốc một chiến trận tàn sát diễn ra. Khi mấy người Diệp Quân chạy đến Tu La cổ giới, mùi máu tanh lập tức ập đến. Tín Du dẫn đầu nhíu mày. Diệp Quân nhìn thành cổ đằng xa, thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông trong cả thành cổ. Giết hết toàn bộ. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ huyền sắc lại ra tay tàn độc như thế, thế mà đã giết hết tộc Tu La. Dĩ nhiên hắn không thương tiếc gì cả, đùa à, trước đó tộc Tu La cũng rất muốn giết hắn đấy. Ngay lúc này trong núi thi thể đó, một người đàn ông bước ra khỏi đó. Người đến là huyền sắc. Lúc này cả người huyền sắc đều dính máu, trông có vẻ hơi điên cuồng. Tay lão ta cầm chặt kiếm thanh huyên. Nhìn thấy huyền sắc, Tín Du nhíu mày, cô ta cũng không ngờ huyền sắc lại tàn độc đến thế, giết hết cả tộc Tu La. Mấy năm nay,
mặc dù vài gia tộc lớn cũng có đấu đá lẫn nhau nhưng chưa từng đánh đến mức này. Huyền Sắc chậm rãi bước ra, tay phải siết chặt kiếm Thanh Huyên, trên môi nở nụ cười tà ác. Đằng sau lão ta là thần vệ Tu La và cường giả huyền tộc. Huyền Sắc nhìn Tín Du, học sĩ tối thượng, tộc Thái A, đầu hàng hoặc là chết. Vừa ngắn gọn vừa trực tiếp. Tín Du nhìn Huyền Sắc, sau đó nói, ông chắc chắn muốn làm như thế chứ. Ha ha! Huyền Sắc bỗng bật cười, học sĩ tối thượng, đến giờ cô vẫn chưa nhìn thấy rõ tình hình sao. Tín Du lạnh lùng liếc nhìn Huyền Sắc, không nói gì. Huyền Sắc cười nói, có biết tại sao không giết luôn cô không? Vì ta nghĩ cô và học điện tối thượng còn tác dụng, cô yên tâm, chỉ cần cô đầu hàng, mọi đãi ngộ dành cho học điện tối thượng và cô vẫn sẽ như cũ. Tín Du bỗng nói, thần hồn huyết thi đó vẫn còn trong người ông à. Huyền Sắc cười nói, đúng thế, nhưng giờ nó đã trở nên nhỏ bé ở trước mặt ta rồi, sở dĩ ta không tiêu diệt nó là vì nó vẫn có tác dụng với ta. Tín Du khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Huyền Sắc nhíu mày, đầu hàng hay không? Lão ta có thể tiêu diệt tộc Tu La, nhưng lão ta vẫn khá lo ngại với học sĩ tối thượng, bởi vì học sĩ tối thượng có thanh danh rất cao trong nền văn minh Tu La, địa vị cực kỳ thần thánh, nếu lão ta tàn sát cả học sĩ tối thượng thì sẽ bất lợi cho việc huyền tộc thống trị. Tín Du bình tĩnh nói, ta muốn suy xét đã. Huyền Sắc nhìn Tín Du, được, ta cho cô nửa khắc để suy xét. Dứt lời. Lão ta nhìn Thái A Thiên bên cạnh Tín Du, Thái A Thiên, nếu tộc Thái A đầu hàng cũng có thể tránh được tội chết. Thái A Thiên nhìn Huyền Sắc, sau đó nói, ta cũng muốn suy xét. Huyền Sắc nheo mắt, có phải các người cho rằng ta sẽ không giết các người không? Thái A Thiên không nói gì mà quay sang nhìn Diệp Quân bên cạnh. Lúc này Huyền Sắc bỗng nhìn Diệp Quân, lão ta cười nói, chúng có thể đầu hàng nhưng ngươi thì không. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Thái A Thiên cười nói, vì ngươi rất xấu xa. Tín Du bỗng nói, Huyền Sắc, ông có từng cho rằng rất có thể lai lịch của Diệp công tử đây không đơn giản như ông nghĩ không? Huyền Sắc bỗng khẽ cười, đương nhiên là ta biết hắn không đơn giản, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có sức chiến đấu đáng sợ đến thế, cho dù là trong lịch sử nền văn minh Tu La cũng cực kỳ hiếm thấy người như vậy, chứ đừng nói là bên ngoài. Nhưng, nói đến đây, lão ta nhếch môi cười, thế thì đã sao? Đừng nói người đằng sau hắn không đơn giản, dù người đằng sau hắn là cường giả cảnh giới khai đạo, ta vẫn có thể giết hắn bằng một nhát kiếm. Ha ha! Một nhát kiếm chém chết cường giả cảnh giới khai đạo. Tín Du nhíu mày, tên này không phải bị che mờ mắt bình thường rồi. Huyền Sắc ngẩng đầu lên, lão ta nhìn vào tận cuối tinh không, hít sâu một hơi, vô địch, thật sự rất cô đơn. Giọng lão ta được tu vi cực mạnh trợ giúp đã ngưng tụ thành một luồng âm tần đi vào tận cuối vũ trụ, do đó rất nhiều vũ trụ và tinh vực đều nghe được giọng nói này. Vô địch thật sự rất cô đơn. Hả? Lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ tận cuối tinh không vũ trụ. Nghe thấy giọng nói này, Huyền Sắc bỗng phá lên cười, tay cầm kiếm Thanh Huyên chỉ vào nơi đó, bật cười, không phục à? Ừ. Giọng nói đó vang lên. Sau đó thời không cách đó không xa bỗng nứt toác, ngay sau đó một kiếm tu áo trắng bước ra. Diệp Quân. Kiếm tu bước ra đó mặc một bộ áo bào màu trắng, đơn giản mộc mạc, tay cầm một thanh kiếm dài, vẻ mặt rất ung dung. Nhìn thấy người đến, Diệp Quân sững sờ. Sao Đại Bá Tiêu Dao lại đến đây? Trong ấn tượng của hắn, Đại Bá Tiêu Dao cực kỳ khiêm tốn, hơn nữa lại rất tốt, bây giờ gặp lại lần nữa. Hắn cảm thấy vừa kinh ngạc vừa thân thiết. Tín Du ở bên cạnh Diệp Quân nhìn chằm chằm kiếm tu đó, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Cô ta không cảm nhận được khí tức của kiếm tu trước mặt này, đối phương ở trước mặt cô ta nhưng cô ta lại không cảm nhận được. Tình hình như vậy thường thì chỉ có hai khả năng, một là đối phương có phương pháp che giấu đặc biệt, giấu hoàn toàn khí tức của mình, người ngoài không thể cảm nhận được, hai là thực lực của đối phương quá mạnh, hơn cô ta rất nhiều. Là một hay hai? Tín Du vẫn không dám chắc chắn. Vì kiếm tu này trông có vẻ khá thành thật, trên người không có sát khí. Vẻ mặt của Thái A Thiên cũng trở nên khá nghiêm trọng, vì ông ta cũng không thể cảm nhận được khí tức của kiếm tu trước mặt này giống Tín Du, chứ đừng nói đến thực lực hay cảnh giới. Hơi vô lý. Hơn nữa hình như kiếm tu này quen với Diệp công tử, lẽ nào là người đằng sau Diệp công tử?
Mọi người xung quanh đều tò mò nhìn kiếm tu bí ẩn vừa bước ra này, kẻ liều lĩnh này từ đâu ló đầu ra vậy? Không nhìn thấy huyền sắc đã giết người đến mức điên cuồng rồi sao? Lúc này mà ló đầu ra chẳng phải tìm chết à? Sau khi kiếm tu đó bước ra, ông ấy lập tức nhìn Diệp Quân cách đó không xa, sau đó mỉm cười. Diệp Quân khẽ cười, vừa định lên tiếng, lúc này huyền sắc bỗng cười nói, ngươi không phục à? Kiếm tu quay đầu sang nhìn huyền sắc, mỉm cười nói, cũng không phải, chỉ là hơi hiếu kỳ nên muốn tự mình đến gặp người nói là vô địch thôi. Ha ha! Huyền sắc bật cười, có từng nghe câu tò mò sẽ hại chết người chưa? Tiêu Dao khẽ nói, nếu ngươi có thể giết ta, vậy thì tốt quá. Ngươi có thể trải nghiệm nỗi đau muốn chết mà không được chưa? Diệp Quân! Tiểu Tháp! Nghe Tiêu Dao nói thế, huyền sắc sửng sốt. Sau đó tức đến mức bật cười, ta chưa từng gặp người nào khoe mẽ như ngươi, chẳng phải ngươi muốn chết sao? Nào, hôm nay ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Dứt lời, lão ta bỗng biến thành kiếm quang lao đến chỗ kiếm tu. Huyền sắc không phải là kiếm tu nhưng có thần kiếm như vậy trong tay, có phải kiếm tu hay không đã không quan trọng nữa. Đối mặt với kiếm tu không rõ lai lịch này, huyền sắc không xem thường kẻ thù, lão ta vẫn rất tỉnh táo. Nếu lão ta sơ suất đánh giá thấp kẻ thù vào thời điểm này, ngộ nhỡ gặp khó khăn thì không đáng. Thế nên vừa ra tay lão ta đã dùng hết sức lực. Vừa tung ra nhát kiếm này, sắc mặt Tín Du và Thái A Thiên bên dưới lập tức trở nên nghiêm trọng, vì uy lực của nhát kiếm này đã không phải là thứ mà họ có thể đỡ được. Hai người cùng nhìn kiếm tu đó, kiếm tu bí ẩn này có thể đỡ được nhát kiếm này không? Mọi người đều đang nhìn kiếm tu áo bào trắng. Ngón tay cái bên trái của kiếm tu nhẹ nhàng giơ lên, kiếm bay ra khỏi vỏ. Vèo. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cả người huyền sắc đã dừng lại như bị phanh gấp, một thanh kiếm đâm vào giữa trán lão ta. Chỉ trong tích tắc, mọi người đều hóa đá. Tín Du và Thái A Thiên trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Chỉ trong tích tắc thôi sao? Thái A Thiên cũng khó tin nói, đây. Kiếm tu mặc đồ trắng ở đằng xa khẽ lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, yếu quá, yếu quá. Mọi người! Lúc này huyền sắc bỗng giơ kiếm thanh huyên lên, kiếm thanh huyên biến thành tia kiếm quang đâm về phía kiếm tu đó. Kiếm tu bỗng giơ tay lên, xòe tay ra, kiếm thanh huyên bay vào trong lòng bàn tay ông ấy nhìn kiếm thanh huyên mỉm cười, đây chẳng phải là kiếm của tiểu đệ ta sao? Kiếm thanh huyên rung lên như đang đáp lại. Huyền sắc! Kiếm tu quay đầu lại nhìn Diệp Quân, mỉm cười, ông ấy búng ngón tay, kiếm thanh huyên lập tức bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân bước đến trước mặt kiếm tu, mỉm cười, đại bá, đã lâu không gặp. Đại bá, nghe Diệp Quân nói thế, Tín Du và Thái A Thiên biến sắc, quay phắt lại nhìn Diệp Quân. Kiếm tu này thế mà lại là đại bá của tên này. Tiêu Dao đang định nói gì đó thì bỗng nhíu mày nhìn huyền sắc, ngón tay ông ấy giơ lên. Ngay sau đó huyết thi bị ông ấy lôi ra. Sau khi ra ngoài, huyết thi hoảng sợ nhìn Tiêu Dao, run giọng nói, ngươi là ai, ta là thần tướng của nền văn minh thuật giả. Nó không ngốc như huyền sắc, vừa nhìn thấy kiếm tu này, nó đã cảm thấy khiếp sợ nên cố gắng che giấu bản thân, thế nhưng nó không ngờ vẫn bị phát hiện. Tiêu Dao nhìn huyết thi, lắc đầu, xấu quá. Dứt lời, ông ấy vung tay lên. Một tia kiếm khí lập tức tiêu diệt huyết thi khiến nó biến mất hoàn toàn. Huyết thi. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười. Những người còn lại đều đã hóa đá, huyết thi trước đó đáng sợ thế nào giờ lại bị tiêu diệt dễ dàng như thế. Lúc này sau khi mất đi kiếm thanh huyên, cuối cùng huyền sắc cũng biết sợ, lão ta nhìn kiếm tu trước mặt run giọng nói, ngươi là ai? Tiêu Dao khẽ cười chỉ vào Diệp Quân, ta là huynh đệ kết nghĩa của cha nó. Huynh đệ kết nghĩa. Mặt huyền sắc xám như cho tàn, lúc này lão ta đã tỉnh táo hoàn toàn. Thanh kiếm đó là kiếm của cha Diệp Quân. Kiếm đã mạnh như thế thì chủ nhân của thanh kiếm đó sẽ đáng sợ thế nào? Dù là kiếm tu trước mặt này cũng đã thâm sâu khó lường rồi chứ đừng nói là chủ nhân của thanh kiếm. Huyền sắc bỗng quay đầu nhìn Diệp Quân, hơi hoang mang nói, chẳng phải ngươi nói ngươi đến từ vũ trụ nền văn minh cấp 1 sao? Diệp Quân gật đầu, ta đúng thật là đến từ vũ trụ nền văn minh cấp 1 mà. Huyền sắc bỗng gầm lên như dã thú, cha và đại bá của ngươi lợi hại như vậy, ngươi nói với ta ngươi đến từ nền vũ trụ văn minh cấp 1.
Ngươi đang gạt ai đấy? Hả? Diệp Quân bình tĩnh nói, ta không muốn dựa dẫm vào người trong nhà, muốn khiêm tốn, ông có hiểu không? Ôi vãi! Huyền Sắc tức đến mức nôn ra máu. Tiêu Dao nhẹ nhàng vung tay lên, Huyền Sắc lập tức biến thành cát bụi. Tiêu Dao nhìn Diệp Quân, mỉm cười nói chuyện chút chứ. Diệp Quân cười nói, vâng ạ. Dứt lời, hắn đi theo Tiêu Dao ra ngoài. Tín Du và Thái A Thiên ở đằng sau im lặng một lúc thật lâu. Lúc này hai người đều trong trạng thái kinh ngạc và chấn động, đã không thể miêu tả bằng lời. Thực lực của Huyền Sắc đã rất mạnh, cộng thêm thanh kiếm đó thì càng là sự tồn tại vô địch, thế nhưng lại chẳng đỡ nổi một nhát kiếm khi ở trước mặt kiếm tu đó. Bị giết trong tích tắc, quả thật quá mức vô lý. Lúc này Thái A Thiên bỗng khẽ nói, chúng ta vẫn còn quá yếu. Nói đến đây ánh mắt ông ta lóe lên vẻ phức tạp. Mấy năm nay nền văn minh Tu La vẫn luôn chinh chiến ở bên ngoài, thôn tính không biết bao nhiêu nền văn minh vũ trụ, có thể nói nền văn minh Tu La là sự tồn tại vô địch trong nền văn minh vũ trụ cấp 3. Cũng chính vì thế mà ít nhiều gì người của nền văn minh Tu La đã bắt đầu tỏ ra kiêu ngạo, ngay cả tộc Thái A. Hôm nay gặp được kiếm tu này, ông ta mới nhận ra cả nền văn minh Tu La đều cực kỳ nhỏ bé trong vũ trụ bao la này. Một khi chọc đến người không nên chọc vào thì cả nền văn minh sẽ biến mất ngay lập tức. Kiếm tu đó chắc chắn có khả năng tiêu diệt cả nền văn minh Tu La. Tín Du khẽ nói, cũng may Diệp công tử là người biết nói lý. Thái A Thiên khẽ gật đầu, lúc này ông ta cũng cảm thấy khá may mắn, lúc đầu không bị lợi ích che mờ mắt, nếu không bây giờ e là tộc Thái A cũng đã biết mất rồi. Tín Du bỗng nhìn các cường giả huyền tộc đang mang mặt đầy vẻ hoang mang. Bất lực phải tính sao với họ đây? Thái A Thiên nhìn Tín Du, sau đó cười nói, đều là người đã từng lập công của nền văn minh Tu La, dĩ nhiên là giữ lại rồi. Tất nhiên ông ta biết lúc này nếu tộc Thái A muốn đuổi cùng giết tận thì rất dễ dàng. Huyền Sắc vừa chết, huyền tộc sẽ như rắn mất đầu, muốn thu phục dĩ nhiên là chuyện rất đơn giản với ông ta. Nghe Thái A Thiên nói thế, Tín Du khẽ gật đầu, sau đó cô ta nhìn chân trời tận đằng xa. Ánh mắt phức tạp, cô ta biết những người đứng sau Diệp Quân không tầm thường nhưng cô ta thật không ngờ lại đáng sợ như vậy. Cô ta cũng biết rõ nếu lần này không nhờ học điện tối thượng và tộc Thái A đưa ra lựa chọn khác thì e là nền văn minh Tu La đã biến mất rồi. Ngay lúc này Tín Du như cảm nhận được gì, cô ta bỗng xoay người lại, một cô gái áo đen đứng ở tận cuối bên phải. Tu La Hàn. Cảm nhận được ánh mắt của Tín Du, Tu La Hàn nhìn cô ta. Sau đó xoay người rời đi. Khoan đã, Tín Du nói. Tu La Hàn dừng bước, lúc này Tín Du xuất hiện trước mặt cô ta. Tín Du cũng biết một chút về cô gái trước mặt mình, cô ta là người yêu nghiệt nhất trong đám người trẻ tộc Tu La, nhưng vì thân phận của cô ta năm đó mà mối quan hệ của cô ta và tộc Tu La trước giờ đều không tốt. Tín Du nói, sau này có dự định gì không? Tu La Hàn bình tĩnh nói, ra ngoài đi phiêu lưu. Tín Du do dự, sau đó nói, hay là ở lại nền văn minh Tu La đi. Tu La Hàn lắc đầu, ta muốn ra bên ngoài. Trong mắt Tín Du lóe lên vẻ phức tạp, cũng tốt, nhưng cô nên nhớ nền văn minh Tu La luôn chào đón cô trở về bất cứ lúc nào. Tu La Hàn gật đầu, xoay người rời đi. Đi được hai bước, Tu La Hàn bỗng dừng lại, cô ta quay đầu nhìn Tín Du nói, học sĩ tối thượng, ta cho cô một đề nghị nho nhỏ. Nếu nền văn minh Tu La muốn tiến xa hơn thì cần phải tìm một chỗ dựa. Tín Du nhíu mày, tìm chỗ dựa. Tu La Hàn khẽ gật đầu, đối với một số người, nền văn minh Tu La giống như kiến bò trên mặt đất, nếu may mắn rơi trên giày của hắn, đi cùng hắn một đoạn đường, cũng có thể chống đỡ được nền văn minh Tu La trải qua mấy chục tỷ năm nữa. Dứt lời, cô ta xoay người, lại nhẹ giọng nói, giống như trong thế tục. Có người phấn đấu cả đời cũng không bằng một câu nói của lãnh đạo, tôi xem trọng tiểu vương, mọi người có thể sắp xếp cho cậu ấy. Dứt lời, cô ta chậm rãi đi về phía xa, chẳng mấy chốc đã biến mất ở tận cuối chân trời. Tín Du nhìn theo bóng lưng Tu La Hàn xa dần, không khỏi cảm thấy phức tạp và tiếc nuối. Tộc Tu La đúng là tạo nghiệt mà. Bọn họ sinh ra được hai siêu yêu nghiệt trong thời đại này, người trước cũng chính vì chuyện trong tộc mà mất sớm. Tuy đã được cật lực giấu kín nhưng người thuộc cao tầng văn minh Tu La như cô ta vẫn biết đến. Người đó là Tu La Thương, một yêu nghiệt cao cấp hiếm thấy trên đời,
tiếc rằng lại xuất thân từ chi thứ như Tu La Hàn chứ không phải con cháu dòng chính, vì vậy vẫn luôn bị vùi dập, chèn ép, cuối cùng bỏ mạng mà không rõ nguyên nhân. Tín Du có nghe chút ít về chuyện này, nhưng vì học điện tối thượng không có tư cách nhúng tay vào chuyện của ba đại gia tộc nên cô ta không thể xen vào. Bây giờ lại có thêm một Tu La Hàn. Tiếc rằng cũng không xuất thân từ dòng chính, mà mẹ cô ta lại còn bị chính tộc mình bức tử. Một khi dòng chính không muốn san sẻ quyền lực thì dòng phụ chắc chắn sẽ gặp thảm kịch. Nếu hai tộc trưởng Tu La Tiêu và Tu La Tịnh biết thông minh thì cả tộc Tu La sẽ có thêm 10 triệu năm hưng thịnh khi có hai thiên tài kinh khủng như vậy trong tay. Tín Du một lần nữa lắc đầu trong tiếng thở dài rồi rời đi. Trong tinh không, Diệp Quân và Kiếm Tu chậm rãi bước đi. Diệp Quân lén nhìn sang, thầm cảm thấy có chút ngưỡng mộ vị đại bá cả đời Tiêu Dao, chỉ muốn được chết này. Ông ấy chợt cười nói, sức mạnh của cậu đang tăng tiến rất nhanh. Diệp Quân cười khổ, làm sao con bì được với mọi người. Kiếm Tu hỏi lại, vì sao phải so sánh với người khác. Diệp Quân ngạc nhiên. Kiếm Tu cười cười, ngọn núi cao nhất không nằm ở bên ngoài mà nằm trong bản tâm chúng ta. Khi trong lòng không xem ai là thần thì mới có thể vượt qua được. Diệp Quân không nói gì, hai tay nắm lại. Kiếm Tu tiếp tục, thật ra, làm chính mình là một điều rất khó. Ông ấy thoáng dừng lại, đối với bọn ta thì đơn giản như trở bàn tay rồi, nhưng với cậu thì... Kha kha! Diệp Quân! Kiếm Tu, thôi, không nói mấy thứ đao to búa lớn này nữa. Đạo lý phải do chính mình ngộ ra chứ không phải nghe người khác nói mà hiểu. Con huyết thi vừa bị ta chém kia không đơn giản. À, với cậu mà thôi. Diệp Quân nghe mà dại ra. Phong cách nói chuyện của đại bá là thế này đây hả? Tiểu tháp. Kiếm Tu nhìn sang bên phải, nói, đừng có nhấp nhô đến mấy cũng phải tự mình bước đi mới cảm ngộ và tiến bộ được. Ông ấy vươn tay vỗ nhẹ vào vai Diệp Quân, cười cười, nhưng phải đi nhanh lên. Diệp Quân còn chưa kịp thắc mắc thì Kiếm Tu đã hóa thành kiếm quang biến mất tăm. Đi mất rồi. Nói đi là đi, mà đi cũng tiêu sái thật, Diệp Quân lắc đầu cười. Hắn nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, tự nhận bản thân đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy sức mạnh của huyền sắc tăng tiến nhiều đến vậy sau khi cầm nó trong tay. Vô địch ư? Hắn cũng từng có cảm giác này khi cầm kiếm Thanh Huyên. Tài sản của con người không thể vượt qua trí tuệ và sức mạnh. Nếu cả hai thứ trên đều thiếu hụt thì chính là tai họa chứ không phải phúc phần. Đúng lúc này, Tín Du và Thái A Thiên xuất hiện cách đó không xa. Tín Du vừa đi đến vừa hỏi, nói chuyện chút được chứ? Diệp Quân gật đầu, ta cũng đang có ý này. Ba người đi đến học điện tối thượng, ngồi xuống quanh một cái bàn trong ngôi đình cổ. Tín Du rót trà cho hai vị khách rồi mỉm cười hỏi Diệp Quân, Diệp công tử có thể kể cho chúng ta nghe về văn minh vũ trụ của ngươi được không? Diệp Quân gật đầu, ta đến từ vũ trụ Quan Huyên. Hắn giới thiệu sơ lược về quê hương mình, cũng như tại sao hắn lại đi đến tinh vực này. Nghe hắn kể xong, Tín Du thì thầm, văn minh xâm lâm. Thái A Thiên bắt đầu, trước kia khi chúng ta phát hiện nền văn minh này, Tu La Vệ đã từng tiếp xúc với họ. Bọn họ tuy được gọi là văn minh cấp 3 nhưng sức mạnh tổng thể vẫn còn hơi yếu, sau đó bọn họ bỏ trốn sạch. Tu La Vệ còn cất công đi tìm, nào ngờ họ lại đến từ cùng vũ trụ với Diệp công tử. Tín Du, công tử muốn đưa văn minh Quan Huyên đến đây. Diệp Quân lắc đầu, văn minh Quan Huyên hiện còn yếu, chưa đến được. Nhưng không bao lâu nữa, chúng ta sẽ trở thành văn minh vũ trụ cấp 3. Văn minh Quan Huyên đang phát triển với tốc độ rất nhanh, có thêm mẹ hắn giúp đỡ về kinh tế nên trở thành văn minh cấp 3 là chuyện dễ dàng, chỉ cần thêm chút thời gian mà thôi. Tín Du và Thái A Thiên nhìn nhau, người trước hỏi sau một hồi chần chừ, Diệp công tử. Văn minh Tu La chúng ta sẵn lòng kết minh cùng văn minh Quan Huyên và tiến hành trao đổi, ý ngươi thế nào? Diệp Quân cười đáp, được thôi. Tín Du và Thái A Thiên đều nở nụ cười. Tuy quê hương của Diệp Quân chỉ là văn minh cấp 1 nhưng họ sẽ không xem văn minh Quan Huyên cũng chỉ là cấp 1. Dù sao thì chỉ thanh kiếm của hắn thôi đã có thể xưng bá khắp văn minh cấp 3 rồi. Nếu người dùng kiếm mạnh hơn nữa thì không thua gì văn minh cấp 4. Thật ra họ chưa từng tiếp xúc với văn minh cấp 4 thời kỳ đỉnh cao nên không dám khẳng định điều này. Tín Du, Diệp công tử hãy cho chúng ta biết tọa độ của nơi đó đi, để hai bên có thể tiếp xúc nhiều hơn.
Diệp Quân gật đầu, được. Rồi hắn đưa sang một lá bùa truyền âm, người phụ trách đối ngoại hiện nay là Tiểu Yêu, muội muội ta, cô có thể liên lạc. Tín Du nhận lấy, cười đáp, được, ta sẽ liên lạc. Diệp Quân vừa mở miệng thì bỗng thấy Thái A Nan xuất hiện gần đó, thấp giọng lên tiếng, di tích văn minh thuật giả có động tĩnh lớn. Thái A Thiên nhíu mày, nghĩa là sao? Thái A Nan, bọn họ vừa loan tin cho toàn thể vũ trụ, muốn tìm ba người đến thừa kế văn minh của họ. Đã có rất nhiều văn minh âm thầm lên đường đến đó, nhưng ta lại cảm thấy không đúng lắm. Tín Du ngắt ngang, văn minh thuật giả tuyệt đối không đơn giản như vậy. Diệp Quân gật đầu, đối phương chính là người đã đưa quan tài máu cho hắn, cũng may hắn chưa đặt nó vào tiểu tháp, bằng không thì hậu hoạn khôn cùng. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn lạnh đi, kẻ kia vốn định dùng quan tài máu để đoạt xá hắn, chỉ không ngờ huyết thi lại sợ nhất niệm nên không ra tay. Ác độc vô cùng. Nhưng nếu không có nhất niệm thì hắn vẫn còn kiếm Thanh Huyên, không sợ bị huyết thi đoạt xá. Thái A Thiên hỏi, chúng ta có cần đến đó xem tình hình không? Diệp Quân gật đầu, đi đi, xem chúng rốt cuộc muốn gì. Tín Du đứng dậy, lùi lai hai bước, nói, mục đích của họ chắc chắn không phải để tìm người thừa kế, bằng không đã không bỏ qua Diệp công tử. Ta đoán rằng họ nhất định có âm mưu gì đó. Âm mưu? Diệp Quân, tái hiện văn minh ư? Thái A Thiên nhíu mày. Tín Du nhìn Diệp Quân, rất có thể. Hắn nheo mắt lại. Sắc mặt Tín Du và Thái A Thiên đanh lại. Tinh vực này hiện không có văn minh vũ trụ cấp 4, nếu bất thình lình có một cái xuất hiện thì sẽ thành mối họa cho các văn minh khác. Văn minh Tu La cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể xem như gần bước lên cấp 4 chứ chưa hoàn toàn là cấp 4. Tín Du nói, chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thái A Thiên gật đầu, đối phương không có ý tốt. Văn minh Tu La và văn minh Quân Lâm đang đứng đầu trong các văn minh cấp 3, chúng ta gặp nguy thì bọn họ cũng không thoát. Vậy để ta đi tiếp xúc với văn minh Quân Lâm. Tín Du gật đầu, được, ông đi tìm họ, ta và Diệp công tử sẽ đi đến di tích văn minh thuật giả. Gọi tất cả cường giả văn minh Tu La đang ở ngoài về ngay lập tức. Đồng thời tiến hành phòng thủ mức cao nhất. Thái A Thiên đứng dậy, ta sẽ lo liệu. Rồi nói với Diệp Quân, xin lỗi không thể tiếp chuyện được với Diệp công tử. Rồi biến mất tại chỗ. Tín Du nhìn theo với vẻ lo lắng, nếu văn minh Tu La không gặp phải nội chiến. Cô ta cười một tiếng tự giễu. Huyền tộc và tộc Tu La đều đã hết thuốc chữa, ngày nào bọn họ còn tồn tại thì Diệp Quân sẽ không chịu giao hảo cùng văn minh Tu La. Hại nhiều hơn lợi. Tín Du thu hồi suy nghĩ, nói, Diệp công tử, chúng ta đi đến di tích văn minh thuật giả thôi. Diệp Quân, ta có điều này tò mò. Học điện tối thượng của cô chỉ tập trung vào nghiên cứu học thuật hay là... Tín Du cười đáp, đừng xem thường học điện. Bình thường thì bọn ta đúng là chỉ tập trung nghiên cứu, nhưng cũng có quân đội vũ trang, trong đó có quân tối thượng cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Quân gật gù, ra là thế. Tín Du bỗng hỏi, Diệp công tử có tỷ tỷ trong nhà không? Hắn gật đầu, có. Tín Du chớp mắt, vậy ngươi không ngại có thêm một người chị chứ? Không thì chúng ta kết nghĩa đi, ta có thể thành tỷ tỷ nuôi của ngươi, tỷ tỷ nuôi đàng hoàng trong sáng. Diệp Quân, kết nghĩa. Thấy Diệp Quân ngây người, Tín Du đang định nói chuyện chợt cười khẽ rồi nói, đùa đấy, chúng ta đi tới di tích nền văn minh thuật giả thôi. Dứt lời. Cô ta xoay người biến mất khỏi vị trí ban đầu. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, sau đó cũng biến mất. Trong cửa đá của di tích nền văn minh thuật giả, tinh không im lặng, tám quan tài máu nằm yên dưới đất, phía trước tám quan tài có một người bí ẩn đang đứng. Thân thể của người bí ẩn tựa như sương mù, hư ảo trong suốt, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Trong tay người đó cầm một cây gậy. Người bí ẩn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cười nói, lần này có khá nhiều người đến đây. Trong một quan tài máu sau lưng ông ta chợt có giọng nói vang lên, đã có tin tức về lão cửu chưa? Người bí ẩn lắc đầu, bây giờ vẫn chưa, lúc trước từng liên lạc với tôi, nói hắn chuẩn bị nuốt chừng một vài cao thủ 10 phần thần tính, nhưng bây giờ đã trôi qua rất lâu hắn cũng không liên lạc với ta đã thử liên lạc với hắn nhưng không được. Nói đến đây, ông ta cau mày. Giọng nói trong quan tài máu lại vang lên, đã xảy ra chuyện gì à? Người bí ẩn bật cười, chắc chắn không thể,
với thực lực của lão cửu, trong vũ trụ này ai có thể khiến hắn bị thương được. Giọng nói trong quan tài máu cất lời, ta vẫn thấy hơi lo lắng. Người bí ẩn cười nói, lão nhị, người đừng nghĩ nhiều thế, vũ trụ tinh vực này ngay cả một vũ trụ nền văn minh cấp 4 cũng không có, nền văn minh thiên hành không xuất hiện, chúng ta chính là tồn tại vô địch ở vũ trụ tinh vực này. Người kia im lặng. Người bí ẩn nói tiếp, còn về lão cửu, đợi sau khi chúng ta rời khỏi đây, ta sẽ đích thân đi tìm hắn, có lẽ là hắn lại nghịch ngợm rồi. Giọng nói trong quan tài máu vang lên, ừm. Người bí ẩn lại ngẩng đầu, cười nói, ngày càng đông người hơn rồi. Người kia chợt cất lời, xem xét thiếu niên kiếm tu kia một lần nữa đi. Người bí ẩn đáp, vừa mới xem xét rồi. Người kia hỏi, thế nào? Người bí ẩn cười nói, người sau lưng hắn ta không tệ, nhưng ta sẽ không chết, chắc chắn. Khi Diệp Quân và Tín Du đi tới di tích nền văn minh thuật giả, nơi này bây giờ đã khác với trước kia, người đông nghìn nghịt. Thấy khung cảnh trước mắt, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đông người thế. Tín Du cười nói, truyền thừa của vũ trụ nền văn minh cấp 4 hấp dẫn đến thế, ai có thể từ chối chứ? Diệp Quân gật đầu, cũng đúng. Truyền thừa của nền văn minh cấp 4 đủ để rất nhiều vũ trụ nhỏ mạo hiểm. Sức hấp dẫn quá lớn. Phải biết rằng khi lấy được truyền thừa của nền văn minh này thì không chỉ mỗi bản thân chờ mình, mà nền văn minh nơi mình ở cũng sẽ phát triển mạnh. Diệp Quân phát hiện trong bóng tối còn có rất nhiều hơi thở mịt mờ. Diệp Quân nhìn xung quanh, hắn nhanh chóng nhìn thấy một người quen. Đại Tôn, ở vị trí cách bên phải hắn mấy nghìn trượng, vẫn giống như trước đây, Đại Tôn vẫn rất thu hút sự chú ý, bên cạnh người đẹp vòng quanh, cao thủ đông đúc. Như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, Đại Tôn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó cười to, Diệp huynh, lại gặp nhau rồi. Diệp Quân khẽ mỉm cười, hôm nay gặp lại Đại huynh đã sâu không lường được. Ta tự thấy hổ thẹn. Đại Tôn cười to, Diệp huynh, không phải huynh cũng thế ư? Diệp Quân cười khẽ, không nói gì. Tín Du bên cạnh Diệp Quân trầm giọng nói, hắn ta đã đạt tới độc khai nhất đạo rồi. Diệp Quân gật đầu, có lẽ là vì nền văn minh thuật giả kia. Tín Du ngẩng đầu nhìn cửa đá mặt quỷ phía xa, nhẹ giọng nói, không biết tiếp theo nền văn minh thuật giả này muốn chơi trò gì. Diệp Quân cười nói, có lẽ chúng ta sẽ được biết nhanh thôi. Tín Du gật đầu, không nói gì thêm nữa. Diệp Quân nhìn xung quanh, hắn phát hiện hắn đã đánh giá thấp sự hấp dẫn của nền văn minh vũ trụ cấp 4, vì người ở xung quanh đang ngày càng đông hơn. Diệp Quân chợt hỏi, bọn họ đều đến từ nền văn minh vũ trụ khác à? Tín Du cười nói, đương nhiên rồi, nhưng có vài người có lẽ là tán tu hoặc là gia tộc độc lập. Bình thường những thế lực này đều rất khiêm tốn, không phải tình huống đặc biệt bọn họ sẽ không xuất hiện trắng trợn như thế, vì chỉ cần sơ suất rất có thể sẽ mang đến tai họa cho mình và nền văn minh của mình. Diệp Quân nói, cướp nền văn minh. Tín Du gật đầu, sau khi một nền văn minh vũ trụ phát triển đến một trình độ nhất định sẽ liên tục mở rộng và cướp đoạt ra bên ngoài, không chỉ có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn còn có thể giải quyết mâu thuẫn nội bộ, lúc trước nền văn minh Tu La cũng là như thế. Vì chúng ta vẫn luôn cướp đoạt với bên ngoài nên dù nội bộ có chút mâu thuẫn nhưng cũng sẽ không thể hiện ra. Diệp Quân im lặng. Lúc này, hắn nhớ tới nền văn minh Quan Huyên. Hiện tại sở dĩ nội bộ của nền văn minh Quan Huyên hòa thuận là vì nhà họ Dương bọn họ có thực lực áp đảo tuyệt đối. Còn có một lý do khác là bây giờ nền văn minh Quan Huyên đang không ngừng phát triển ra bên ngoài. Nhưng hắn biết sớm muộn gì cũng có một ngày sự phát triển của nền văn minh Quan Huyên sẽ đạt tới một bình cảnh. Khi đó nội bộ của nền văn minh Quan Huyên chắc chắn sẽ bắt đầu có vấn đề. Dù bây giờ nghĩ đến vẫn còn hơi xa, nhưng vẫn phải nghĩ. Lúc này, Tín Đu bên cạnh chợt nói, Diệp công tử, ta rất tò mò một chuyện. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Tín Du cười nói, cảnh giới của ngươi. Diệp Quân hỏi, quá thấp à? Tín Du gật đầu, cảnh giới của ngươi bây giờ thật sự quá thấp. Người nhà ngươi không can thiệp quá nhiều vào việc tu luyện cảnh giới của ngươi à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Tín Du nhẹ giọng nói, thì ra là vậy. Diệp Quân cười khẽ, thật ra cũng không cần phải nôn nóng, cứ từ từ thôi. Hắn biết rõ việc tu luyện cảnh giới là không thể nôn nóng, phải đi đến đâu vững đến đó, nếu không với tài nguyên và công pháp tu luyện hắn hiện có,
muốn đạt tới cảnh giới 10 phần thần tính thật sự không khó. Tín Du đang định nói tiếp thì cửa đá mặt quỷ kia đột nhiên chậm rãi mở ra. Diệp Quân và Tín Du vội quay đầu nhìn về phía cửa đá, khi cửa đá mở ra, tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn về phía nó. Truyền thừa của nền văn minh vũ trụ cấp 4. Vô số ánh mắt của những người đang có mặt trở nên nóng bỏng, hưng phấn. Đây thật sự là một cơ hội thay đổi vận mệnh. Truyền thừa của nền văn minh vũ trụ cấp 4. Dù không có được truyền thừa, chỉ cần lấy được chút bảo vật bên trong cũng đủ để thay đổi số phận rồi. Lúc này, một giọng nói cổ xưa đột nhiên vang lên từ trong cửa, mời mọi người vào. Nghe thấy giọng nói này, rất nhiều người đang có mặt lập tức xông lên. Đương nhiên cũng có một vài người rất bình tĩnh, không lao thẳng vào trong. Đại tôn kia cũng không xông lên mà đi tới trước mặt Diệp Quân và Tín Du, hắn ta cười nói, Diệp huynh, có thể trò chuyện một lát không? Diệp Quân gật đầu, được. Đại tôn quay đầu nhìn cửa đá phía xa, sau đó nói, Diệp huynh thấy sao? Diệp Quân nói thẳng, huynh chọn thế nào? Đại tôn thoáng ngây người, sau đó cười nói, không hổ danh kiếm tu, thẳng thắn dứt khoát, không vòng vo. Diệp Quân nói, theo ta được biết thì huynh đã giao dịch với đối phương rồi. Đại tôn gật đầu, phải. Diệp Quân cười nói, vậy huynh còn đến tìm ta làm gì? Sao nào, huynh muốn có được lợi ích mà không muốn trao đổi à? Đại tôn bật cười, Diệp huynh, huynh thông minh như thế mà lúc trước lại muốn giả ngu, huynh thật sự quá xấu xa. Diệp Quân bình tĩnh nói, thẳng thắn chút đi. Nụ cười trên mặt đại tôn dần biến mất. Bọn họ làm như thế chỉ đơn giản là muốn xây dựng lại nền văn minh, mà một khi bọn họ xây dựng lại nền văn minh thì các nền văn minh hiện hữu đều sẽ bị bọn họ tiêu diệt, cho nên chúng ta phải hợp tác. Tín Du chợt nói, nếu đây là một âm mưu thì sao chúng ta không nhắc nhở những người đó, sau đó để mọi người đứng cùng một chiến tuyến. Diệp Quân lắc đầu, vô dụng thôi, lúc này chúng ta làm như thế bọn họ sẽ cho rằng chúng ta muốn độc chiếm truyền thừa. Trong lòng thầm hận chúng ta, thậm chí là bắt tay nhau đối phó với chúng ta. Đại tôn gật đầu, đúng thế, bây giờ nói ra chẳng những không có tác dụng mà còn phản tác dụng nữa. Tín Du gật đầu, đều do ta suy nghĩ không đủ chu đáo. Đại tôn nhìn về phía Diệp Quân, Diệp huynh, xây dựng lại một nền văn minh vũ trụ cấp 4 đều là một tai họa với tất cả nền văn minh chúng ta, cũng may có lẽ bọn họ đã không còn trong giai đoạn mạnh nhất nữa. Vì thế chỉ cần chúng ta hợp tác, cũng không phải là không có cơ hội. Diệp Quân trầm giọng nói, nếu bọn họ có cao thủ cảnh giới khai đạo. Đại tôn chợt nói, nếu chỉ có một thì chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Đại tôn cười nói với Tín Du bên cạnh, học sĩ tối thượng, cô nói có đúng không? Tín Du gật đầu, nếu chỉ có một người thì chúng ta không phải không có cơ hội. Diệp Quân lập tức hiểu ra. Cả nền văn minh Quân Lâm và nền văn minh Tu La đều có lá bài tẩy mà hắn không biết. Nhưng đó cũng là chuyện bình thường, hai nền văn minh này được gọi là nền văn minh vũ trụ chuẩn cấp 4, sao có thể không có lá bài tẩy mạnh mẽ được. Đại Tôn lại nói, hơn nữa dù bọn họ có cao thủ cảnh giới khai đạo thì có lẽ cũng không phải đang trong giai đoạn mạnh nhất, dù sao lúc trước bọn họ từng bị nền văn minh Thiên Hành hủy diệt, vì thế nếu hai bên chúng ta liên thủ thì hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Diệp Quân cười hỏi, nếu có hai người thì sao? Đại Tôn đáp, thì chỉ có thể chờ chết thôi. Tín Du cũng lắc đầu cười khẽ. Nếu có hai cao thủ cảnh giới khai đạo, thì nền văn minh Tu La và nền văn minh Quân Lâm thật sự chỉ có thể chờ chết. Diệp Quân đột nhiên nói, Tín Du cô nương, huyết thi lúc trước là cảnh giới gì? Tín Du trầm giọng nói, ít nhất là cảnh giới ách đạo, nhưng có thể nhìn ra đối phương không phải trong trạng thái mạnh nhất. Nếu ở trạng thái mạnh nhất thì mấy người thiên tộc trưởng hoàn toàn không thể ngăn cản được nó. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Tín Du nhìn về phía Diệp Quân nhẹ giọng nói, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Nét mặt Tín Du và Đại Tôn đều dần trở nên nặng nề. Xung quanh ngày càng có nhiều người xông vào trong cửa đá, mọi người đều rất điên cuồng, rất hưng phấn. Diệp Quân chợt nói, Đại Huynh, chúng ta cũng xem thử đi. Đại Tôn cười nói, ta cũng có ý đó. Hai người nhìn nhau cười khẽ. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Tín Du cô nương, người của cô đã chuẩn bị xong chưa?
Tín Du gật đầu, thần vệ Tu La đều đã chuẩn bị xong, nếu có chuyện kỳ lạ, người của ta sẽ tiếp ứng chúng ta ở bên ngoài. Diệp Quân gật đầu, sau đó ba người biến mất. Ba người nhanh chóng tiến vào trong cửa đá, mà lúc này, bên trong đã đông nghịt người, tất cả mọi người đang vây quanh tám cái quan tài máu, ánh mắt nóng bỏng như lửa. Mà lúc này, cửa đá phía xa đã chậm rãi khép lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.